Như một thói quen, chủ nhật đã đến, giờ dần đã điểm, bà con làng Ca Sáu lại háo hức đi dự hội làng. Bản tin nhịp đập tuần 4 của làng Ca Sáu đã để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc ngọt ngào đầy yêu thương, bởi đây không chỉ là bản tin tuần như thường lệ, mà còn là tổng hợp nhìn lại giai đoạn vượt chướng ngại vật vừa qua của hành trình. Vinh danh 10 bài tập chất lượng, tổng kết chiến dịch, thu hoạch khoai, bye bye mầm là phần nội dung mà bà con luôn hồi hộp, háo hức mong chờ để biết, ghi nhận và học hỏi. Trong phần vinh danh 10 bài tập chất lượng tuần này, Ban Tâm Pháp Huyền Sâu đã bật mí một số lỗi mất tỉnh thức mà bà con thường gặp. Các chi tiết rất nhỏ nhặt, thường bị bỏ qua, nhưng đây là khởi sinh của mọi mâu thuẫn, hậu quả lớn sau này. Chúc bà con sẽ tỉnh thức hơn trong các bài tập tiếp theo. Khép lại giai đoạn vượt chướng ngại vật, ban tổ chức triển khai Hội quán thơ ca Ba Gốc với mục đích kết nối những người yêu thơ ca Ba Gốc hành trình, ghi nhận khoảnh khắc cảm xúc, phá vỡ rào cản bản thân, tri ân hành trình đã được bà con hào hứng nhiệt tình. Sự xuất hiện của chuyên gia Minh Hảo lần này không phải là phân tích, kiến giải bài tập tuần các xóm, mà là để đúc kết nội dung cuốn nghề thầy và thắt bước giai đoạn tiếp theo. Với sự chia sẻ của chuyên gia, bà con làng Ca Sáu thấy rất rõ thực trạng giáo dục hiện nay, mà thực trạng giáo dục này đã được cụ Hoàng Đạo Thúy nhắn nhủ từ gần 80 năm trước đầy tính thời sự, cho thấy đây là thực trạng chưa được tháo gỡ tại Việt Nam. Chúng ta cần chấp nhận thực trạng này, không đổ lỗi tại môi trường. Thực trạng luôn tồn tại, khác ở chỗ chúng ta có phải là đối tượng của thực trạng này nữa không? Cái chúng ta cần là thay đổi phương pháp và tâm thế của mình, sống với hiện tại, làm việc tích cực trong môi trường hiện tại. Ai cũng biết và nhận ra rằng mình không làm thì ai làm. Vậy mỗi gia đình, mỗi người hãy tự chọn hướng đi cho mình để làm thầy của con và đồng hành cùng con được tốt nhất, để con được phát triển đủ 5 phần: đức, trí, thể, trí, công, như cụ Hoàng Đạo Thúy đã nói. Đặc biệt, hội làng lần này ban tổ chức đã dành 30 phút để bà con từ các xóm khác nhau được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với nhau trong Zoom nhỏ, để được thêm góc nhìn đa chiều về cách vận hành trong nhà, trong xóm, những cảm xúc, những câu chuyện được bật mí trước, trong và hiện tại của hành trình. Dường như ai cũng hào hứng, háo hức, tò mò khi bước vào hành trình, nhưng khi vào thì vỡ òa cảm xúc. Không phải thế, có nhiều người phải dừng hành trình do chưa đủ nguồn lực, có người vất vả, vật vã ra sao khi tham gia, ý định từ bỏ, dừng cuộc chơi, những rằng xé diễn biến nội tâm như thế nào và đã chiến thắng bản thân ra sao. Qua sự chia sẻ của thầy Trần Ngọc Lâm, chị Thủy, bạn Liễu, như được truyền cảm hứng, truyền động lực tiếp tục và trọn vẹn hết hành trình. Ai ai cũng thấy một cuốn sách, một vị thầy, kiến tạo văn hóa đọc đầy nhân văn. Hãy cùng cam kết từ tâm, chẳng quản gian khó, âm thầm, sớm trưa. Dung tự học tự rèn 4 cấp độ học, sự học là sự nghiệp. Thủ lĩnh Đỗ Quang Minh chia sẻ về một bản chất nhưng không phải ai cũng nhận ra được. Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện luôn thay đổi, không ngừng. Do vậy, ta phải không ngừng học để thích nghi với hoàn cảnh, thay đổi bằng cách học từ mọi người, mọi vật, mọi nơi. Học từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những điều lớn lao trong cuộc sống. Quan trọng là tâm thế chúng ta có sự sẵn sàng để nhìn thấy bài học để học hay không. Đây cũng là một trong lý do vì sao học tập suốt đời lấy sự học là sự nghiệp lại là lời thề đầu tiên trong 3 lời thề từ tâm của chiến binh cách mạng văn hóa đọc. Thủ lĩnh đã chia sẻ câu chuyện nhân duyên chó mèo gà. Chú mèo mồ côi nghị lực đã cảm hóa chú chó cục xúc lạnh lùng. Bạn gà chơi đùa thậm chí oánh bắt nạt lại bạn chó ra sao, khiến cho ai cũng nhận ra mình có thể học từ bất cứ ai, bất cứ điều gì. 4 cấp độ học chính là học để biết, học để hiểu, học để làm, học để dạy. Với mỗi cấp độ, bất cứ ai cũng đều có thể chia sẻ kiến thức học được cho mọi người, chỉ cần chúng ta trung thực với người nghe và với chính bản thân mình. Cấp độ 4 là cấp độ đặc biệt nhất, học để chia sẻ, để lan tỏa, tự viết lại những gì mình được học. Đây là phương pháp học chủ động, tự đào luyện chính mình, nó sinh khởi từ bên trong của bản thân mình. Vậy nên đây là cấp độ học lâu bền nhất, giúp chúng ta không dễ dàng thỏa hiệp với sự lười biếng dễ dỗi của mình. Zoom xây dựng đội ngũ, bí quyết làm mọi việc hiệu quả. Trainer Vũ Quang Minh, trưởng dự án X3 năng suất, dự án trái tim thông tuệ đã kết nối cùng bà con làng Ca Sáu thông qua hình thức trò chuyện. Cụ thể là chia sẻ nguồn gốc
bí quyết làm mọi việc hiệu quả khởi sinh từ đâu, quá trình hình thành, tiến trình diễn biến áp dụng trong một đội nhóm ra sao, xuất phát mới đầu là nội bộ rồi phát triển thành một hành trình X3 năng suất hiệu quả như hiện nay. Chỉ với 5 phút thân mật đầu giờ, thông qua câu hỏi, bạn có đang tập trung không? Trainer đã khéo léo nhắc bà con hãy tập trung vào thoát sâu nếu như muốn làm mọi việc hiệu quả. Theo trainer, bí quyết làm mọi việc hiệu quả chính là 3 nguyên tắc. Thứ nhất là nhiệm vụ rõ ràng, bởi rõ ràng sinh ra dễ dàng. Rõ ràng là khi công việc được trẻ nhỏ dưới trình độ của mình. Deadline ngắn, càng ngắn càng tập trung tốt và công việc luôn co giãn vừa với deadline. Thứ ba là Kaizen bằng cải tiến nhỏ và liên tục. Đã làm gì, kết quả như thế nào, cải tiến như thế nào. Để thực chứng cho 3 nguyên tắc trên, cô Trần Thị Thu Phương, giáo viên trường Nguyễn Bình Khiêm đã chia sẻ cách ứng dụng vào công việc cũng như giảng dạy của chính mình hết sức cụ thể mà và chi tiết mà thực tế hiệu quả. Thông qua sự thực chứng của cô Thu Phương, cô Đoàn Hương, giáo viên nhà 19, hiện là hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tây Mỗ, vỡ òa vì tìm ra được phương pháp, bí quyết để tháo gỡ nút thắt hiện tại trong công việc của mình. Cô nghẹn ngào chia sẻ, điểm bắt đầu là hôm nay, nhờ buổi học này, sự chia sẻ này mà cô tìm được con đường gỡ mối bỏng bong. Zoom Talk Show, phương pháp bút kết sách tinh hoa tối ngày 30 tháng 3 năm 2023 với sự chia sẻ của anh Trọng Thành, học viên K5 nhân sự kế thừa. Bà con làng K6 đã biết 3 tuyệt chiêu để bút kết sách, đó là năng lực tập trung, tư duy khung và sơ đồ hóa. Như vậy, bà con cần chọn cho mình khoảng thời gian thiêng liêng tập trung, đọc sách từ 30 đến 40 phút, sau đó thư giãn thả lỏng. Khi đã có ý chính, ý chạm, ta mới sử dụng tư duy khung, đảm bảo đủ ý chính, ý lõi, đảm bảo không trùng, không sót, bao quát toàn diện. Để ghi nhớ nội dung bài học, ta sẽ sử dụng sơ đồ hóa, tùy nội dung mà ta sử dụng sơ đồ cho phù hợp. Trong buổi talk show, anh Trọng Thành còn trực tiếp chia sẻ những bài học đúc kết qua cuốn sách Nghề Thầy, hiểu về trái tim để bà con cùng thực chứng. Với nội dung chia sẻ rất thiết thực này, bà con sẽ vận dụng tư duy và sơ đồ hóa vào việc đúc kết nội dung bài học cũng như đúc kết cuốn sách Tôi Tự Học. 5. Chuyên mục vinh danh 10 bài tập chất lượng. Hưởng ứng chiến dịch lội ngược dòng. Hậu xóm văn hóa đọc. Hậu chiến dịch thu hoạch khoai 3 bài mầm. 4, 5, 6, 7. Sự kiện hội quán thơ ca Ba Gấp. Bản tin được thực hiện bởi Ban Tâm Pháp và Ban Truyền thông của Hành Trình Kiến Tạo Văn Hóa Đọc K6. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong chuyên mục Nhịp Đập tuần sau. Cả nhà mình thấy sao ạ? Có cái chỗ nào mà mình bị rơi bút không? Có ai phát hiện mình bị rơi bút không? Hay là mình đều nắm được hết ạ? Nắm được hết tất cả mọi thông tin, nội dung trong một tuần vừa qua. Và quan trọng hơn ạ, trong những nội dung ấy, mình đã ứng dụng được gì trong cái đời sống thực tế của mình ạ? Đúng không? Điều đấy mới là quan trọng nhất ạ. Còn thấy hay, nhớ nhưng mà lại chưa ứng dụng được ấy ạ, thì lại vẫn cứ phải tiếp tục tiếp tục nghiên cứu, ngẫm nghĩ để có những cái mà mình nghĩ rằng phù hợp ạ, phù hợp với cái đời sống thực tế của mình ạ. Mình ứng dụng làm sao? Phải ứng dụng bằng được cả nhà nhá. Học rồi, thấy hay rồi, viết được rồi, nói được rồi, nhưng mà quan trọng nhất là phải ứng dụng ra. Nguyễn Hà, nhà 35, em vẫn bị rơi bút ạ. Thanh Tâm ở nhà 51, rơi gần hết rồi ạ. Vâng, thì cũng với cái mục đích ạ, khi cái khởi đầu của cái đầu tiên của cái bản tin ấy, nó không phải như này đâu cả nhà. Nó chỉ là mang cái tính chất mà đúng như cái bản tin mà chúng ta vẫn theo dõi ở thời sự ấy ạ,
trên vô tuyến. Đấy, đúng nguyên nguyên bản của nó là như thế ạ. Nhưng sau khi mình nhận thấy là nhiều người bị rơi bút ấy ạ, thế nên là bắt đầu thực ra là từ ca trước rồi ạ, ca 5 là ban tâm pháp và truyền thông quyết định là cái bản tin nó sang một cái mô hình khác ạ, mô hình khác coi như là nhắc nhớ, ghi nhớ ạ. À đây, có Mộc Hà này, đang áp dụng OKR từ bài học X3 năng suất ạ. Vẫn tiếp tục để ứng dụng vào cuộc sống. Đúng không ạ? Và hôm nay thì tất cả những gì chúng ta học từ đầu hành trình giờ hay này. Và có những cái thì mới đầu cũng làm ta khó chịu đúng không ạ? Khó chịu. Chắc chắn là không không như ta mong muốn. Thế rồi nhưng không hiểu vì lý do gì ta vẫn quyết định đi đến tận giờ này và hiện nay vẫn ở trong Zoom đúng không ạ? Đấy. Thì để nhìn lại cái quá trình mà chúng ta cứ theo hành trình đúng không? Có những người chia sẻ rằng cũng không hiểu tại sao cứ đến giờ là phải vào thôi, cứ cảm giác có cái gì đấy nó thôi thúc vào. Thì hôm nay với cái talk show đó là lối sống tối giản ạ, chúng ta sẽ lại được nhận diện ạ, nhận diện một lần nữa trong thời gian vừa qua chúng ta sẽ đã làm được gì nhá, hoặc đã có một cái sự thay đổi gì đấy ạ, hoặc là có thể ạ sẽ có thêm những cái khái niệm hay cái góc nhìn mới về lối sống tối giản là như thế nào nhá. Và em thì đã nhìn thấy cô chuyên gia Minh Hảo đã vào trong Zoom rồi, và để tiết kiệm thời gian cho chúng ta để được biết nhiều cái kiến thức từ chuyên gia Minh Hảo, được mệnh danh là một người là hoàn toàn những kiến thức nó cái tính ứng dụng trong đời sống thực tế ấy, nó cực kỳ cao ạ. Sau đây thì em xin mời chuyên gia Minh Hảo ạ sẽ lên sóng ạ, mặc dù là giờ thì đặt là 8 giờ ạ, 20 giờ thế nhưng mà thấy chuyên gia Minh Hảo vào rồi nên là phải tranh thủ luôn ạ, từng giờ từng phút ạ. Xin mời chuyên gia Minh Hảo ạ. Dạ rồi, em Minh Hảo đây ạ. Cả nhà mình đã nhìn thấy em chưa? Và cái nhìn tín hiệu cũng như là đường truyền về âm thanh phía em có tốt không ạ? Rất tốt Minh Hảo ạ. Còn nhà mình ai mà chưa tốt thì đánh khung chat nhá. Dạ, cảm ơn chị Huyền Sâu. Xin chào tất cả các thầy cô và các anh chị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay là một cái link nói về lối sống tối giản, và nó sẽ không có bất cứ một cái kiến thức nào cả. Nó chỉ đơn giản là cái sự tích lũy trong cái kinh nghiệm đời sống của em Minh Hảo thôi, trong cái việc tổ chức đời sống của mình. Nên tại sao mọi người nói rằng là em Minh Hảo làm khá là nhiều việc đấy. Khá là nhiều việc. Ở bên dự án trí tuệ Việt Nam thì em Minh Hảo thường sẽ care hành trình 30 ngày bão qua chuyển hóa gần như là tất cả các buổi sáng. Buổi tối thì cũng zoom. Và cái tiếp theo nữa là em Minh Hảo lại học dành ra 8 tiếng là full time tại GoToChan cơ. Nhưng mà vì là mình có một lối quen sống tối giản nên là mình cũng có nhiều thời gian hơn. Và đây là một cái chuyên đề để bổ trợ cho chúng ta, một cái zoom bổ trợ để cho một cái phần, một cái ý trong cái cuốn sách của cụ Nguyễn Duy Cần đúng không ạ? Cụ nói về một cái điều kiện tiên quyết và quan trọng trong cái việc là chúng ta có được cái sự tự học. Chúng ta phải có thời gian, không gian và phải có cái sự rảnh tâm để chúng ta chăm và nuôi cái sự học của mình. Một người mà còn đang bận bịu với rất là nhiều thứ thì sẽ không thể nào có thể ngồi xuống học được đâu. Ai ở đây trong số chúng ta là muốn rằng là thôi bây giờ sẽ ngồi đọc sách, vừa mới dở cuốn sách ra pha tách trà đặt xuống thì ngay lập tức là đứng lên muốn đi giặt quần áo ạ. Thôi dù quần áo chưa giặt thì đứng lên giặt đã. Không là cái đấy nó phai, rồi nó mốc, rồi nó nhăn, không cho máy giặt được phải giặt tay. Xong rồi là giặt xong quần áo và thôi được rồi bây giờ ngồi đọc sách. Đọc sách xong thì mình lại ngồi xuống và mình nói rằng là thôi cứ cắm một cái nồi cơm đã, để đợi đã. Nó cứ như vậy đấy, lúc nào cũng như vậy đấy. Cái lối sống của mình do nó không có đủ sự đơn giản nên mình không thể nào ngồi xuống được. Cứ ngồi xuống là nó lại thúc giục mình đứng lên. Cứ ngồi xuống nó lại thúc giục mình đứng lên. Và khi mà mình ngồi xuống rồi, xong hết tất cả việc nhà rồi ấy, thì lại nhớ ra là còn có một cái tin nhắn chưa trả lời nữa. Tự nhiên nhớ ra một chị bạn nào đấy và thế là lại mở máy ra để trả lời nốt chị ấy đã. Và thế là cả ngày của chúng ta trôi qua như vậy đấy. Trong khi thầy Nguyễn Duy Cần nói rằng là phải tận dụng từng phút. Nhưng chúng ta chẳng có cái phút nào đâu, cả nhà mình ạ, lãng phí hàng giờ, hàng ngày, hàng buổi và để tuần này sang tuần khác. Và chị em có một cái thói quen rất đặc biệt là chị rất là thích đọc sách và chị thường xuyên đọc sách.
Nếu chị em nào mà nói thường xuyên đọc sách, tức là một năm đọc một cuốn, lấy là thường xuyên lắm rồi đấy cả nhà mình ạ. Tức là lâu lâu lôi ra đọc một cuốn thì gọi là thường xuyên rồi đấy. Còn nếu mà nói rằng là thỉnh thoảng thì chị cũng hay đọc sách, thỉnh thoảng thì chị cũng thích đọc sách, thì tức là chị em thường là lâu lâu lôi cuốn sách ra dở ra đọc, hoặc là thỉnh thoảng nhớ đến chuyện là mình cần phải đọc sách. Có đúng không cả nhà mình? Đúng thì nhận, còn sai thì cãi cả nhà mình. Bởi vì là em Minh Hảo đấy, em chỉ nói kinh nghiệm sống của em ra thôi. Và em nghĩ rằng là chị em phụ nữ nó chỉ biểu hiện khác nhau thôi, còn về bản chất giống nhau. Giống nhau không phải vì chúng ta hay khất lần khất lượt, không phải là vì chúng ta là những người mà nói mà không chịu làm, không phải chúng ta là những người thiếu uy tín, mà bản chất trong chúng ta là có cái tính âm ấy, là cái tính mà nó dắp dính, nó dính mắc, thích kết nối, thích liên kết với cái này cái kia. Vì vậy nên mình không thể nào mà ngồi im cho tĩnh tọa để mà làm được một cái việc im lìm cả. Và không phải chị em phụ nữ, em Hảo đang nói đến tính âm, chứ không phải là em nói chị em phụ nữ, mà là chị em phụ nữ có nhiều cái tính âm, nên là nó biểu hiện nổi trội ở phía chị em bọn em hơn thôi. Còn ở các anh thì cũng như vậy chứ. Trong đàn ông và đàn bà đều có hai phần âm và dương. Có điều phụ nữ thì phần âm là nổi trội, còn ở phần nam giới thì phần dương là nổi trội. Nhưng đối với những người nam cũng có rất nhiều người bị phần cái phần âm là phần cảm xúc, phần dính mắc này nó làm sao ạ? Nó lôi kéo, nó giật dây mình. Thế thì cũng cần còn nói rằng là cần phải có một lối sống đủ đơn giản, đủ đơn giản để chúng ta mới có gì ạ? Mới có được nhiều thời gian. Quan trọng là một là thời gian, và thứ hai là có cái sự rỗng rang về tâm trí này, đúng không cả nhà mình? Cụ chỉ nó có hai khía cạnh thôi, một là về thời gian và thứ hai là sự rỗng rang về về tâm trí. Chúng ta phải có sự rỗng rang về tâm trí thì mình mới nghĩ đến chuyện học hành được, và nếu không thì không nghĩ nổi. Bởi vì rằng là nấu cơm ấy, không nấu cơm ăn ấy thì tí nó sẽ đói, còn học thì chưa sao cả, chưa chết, cũng không tụt cân, nên việc học có thể khất được, còn cắm cơm thì không thể khất. Quần áo không giặt ngày mai không có đồ mặc nên không thể khất được, còn việc học có thể khất. Chúng ta xếp tất cả mọi thứ lên trên và duy để việc học xuống xuống dưới cuối, xuống dưới cuối. Và nó là rất tiếc, rất là tiếc. Thời gian nó là nó trôi qua nhanh lắm cả nhà mình ạ, quay đi quay lại nó rất là nhanh. Vậy thì một lối sống tối giản là như thế nào? Bình thường anh chị em chúng ta sẽ nghĩ rằng một lối sống tối giản thì mình sẽ tối giản đi như thế nào ạ? Những cái khía cạnh cần phải sống tối giản, nhà mình thử gõ vào ô chat cho em Minh Hảo là ngay khi mà chúng ta nghĩ đến một cái cụm từ là lối sống tối giản thì thường chúng ta sẽ nghĩ đến điều gì? Nhà mình gõ vào ô chat để em Hảo thử xem là cái tâm thức cũng như là cái kinh nghiệm, thói quen sống của chúng ta nó đang hướng về điều gì nha. Em Hảo nhắc lại câu hỏi, đó là ngay khi mà chúng ta nói về lối sống tối giản thì chúng ta nghĩ ngay đến điều gì? Ăn ít, bỏ bớt những cái những cái thứ vô bổ đi, phải suy nghĩ đơn giản đi, ăn mặc cũng cần đơn giản, hạn chế sự tụ tập ăn chơi. Nhà mình nói cũng nôm na đấy cả nhà mình. Tối giản trong tâm trí và trong sinh hoạt, à, tối giản nhu cầu, tối giản đồ đạc. Làm sao để nhanh gọn? À, phải ít vật chất, ít đồ đạc vật chất. Cái ít đồ đạc vật chất là ai cũng nghĩ đến luôn. Và ở đây nhà mình ai mà thấy được rằng là hễ cứ nhắc đến tối giản là phải nghĩ đến việc là bỏ bớt đồ đạc đi. Cả nhà mình cho gõ bộ chat rồi em Hảo. Hễ cứ nghĩ đến việc là mình phải tối giản đời sống của mình là ngay lập tức là vác bao đi thu gọn, là vứt bớt đồ đi. Và một tháng sau thì mọi thứ lại lại được đầy lên như cũ, vì đã mất vứt bớt đi là thế nào mình cũng lại mua mới về, đúng không cả nhà mình? Và chúng ta đi ở trong cái gì ạ? Cái vòng luân hồi đấy không biết bao nhiêu năm. Em Minh Hảo đi trong cái vòng luân hồi đấy không biết bao nhiêu năm. Mỗi một lần nó là nổi lên cái cơn hứng để sống tối giản, nó bắt đầu đi dọn hết những cái chai lọ lủng củng vớ vẩn đi. Bỏ hết bớt quần áo đi, chỉ mua những thứ cần thiết thôi. Nhưng một thời gian sau thì đầy ắp lên như cũ. Bởi vì một khi mà mình đã tối giản đó, mình làm cái lực mà mình bỏ bớt đi càng nhanh thì cái tốc độ nhập vào nó cũng càng nhanh. Tốc độ out mà càng nhanh thì tốc độ off nó, tốc độ vào nó cũng sẽ càng nhanh. Nhà mình hình dung không ạ? Rồi thế thì em Hảo có thể chia tất cả các câu trả lời của mọi người vào trong bằng này khía cạnh này. Những khía cạnh cần phải tối giản trong đời sống, một là đồ dùng vật dụng, đúng không cả nhà mình ạ? Đồ dùng vật dụng phải ít đồ dùng vật dụng. Thứ hai nữa là thói quen sinh hoạt, và thứ ba là mối quan hệ xã hội. Có phải nhà mình hay nghĩ đến ba điều này không ạ?
đồ dùng vật dụng, thói quen sinh hoạt và mối quan hệ xã hội. Đồ dùng vật dụng, thói quen sinh hoạt và mối quan hệ xã hội. Nếu đồ dùng vật dụng thì em Hảo có một số những tuyệt chiêu. Nhà mình rất là hay có vấn đề đó là nhà mình thường hay mua sắm. Và nhà mình thường hay tư duy theo lối sống tối giản như thế này này. Ôi cái nồi này không tiện đâu ấy. Nhà mình đang có cái nồi này, xong lại có một cái chảo rán này, xong lại có một cái lò nướng này. Nhưng bây giờ lối sống tối giản của chúng ta sẽ được giải quyết bởi nồi chiên không dầu. Hoặc là nồi áp suất vừa có thể ninh này, vừa có thể hầm này, vừa có thể chiên này, vừa có thể nướng. Ở đây ở trên chúng ta có 229 người. Ai có nồi chiên không dầu nhà mình gõ vào ô chat dùm em Minh Hảo. Để em Hảo đếm xem là có bao nhiêu cái nồi chiên không dầu trong Zoom ngày hôm nay. Có số tăng lên rất là nhanh chóng không cả nhà mình. Nồi chiên không dầu, một sản phẩm gia dụng thần thánh. Phải nói rằng là nó choán hết tâm trí của chị em phụ nữ trong thời gian vừa qua. Không có được cái nồi chiên không dầu thì tức không chịu được. Và chúng ta bảo đây nhá, lý do để em mua nồi chiên không dầu này. Một là em sẽ bớt được cái nồi cơm điện, em bớt được cái lò nướng, em bớt được cái chảo, em bớt được cả chảo xào, em bớt được cả chảo chống dính luôn. Em bớt được cả cái nồi ra, bớt được hết tất cả mọi thứ. Nhưng khi chúng ta mua nồi chiên không dầu về, chúng ta có vứt tất cả những cái đồ đấy đi không ạ? Hay là chúng ta vẫn giữ cả chảo rán, cả chảo chiên, cả chảo rang, cả nồi hấp, mình vẫn giữ lại. Vẫn giữ. Vậy mà rõ ràng lý do ban đầu của mình là rõ ràng mình lấy ví, lý do ban đầu là em mua cái đấy để thay thế cho những đồ vật còn lại. Mình nói là thay thế cơ mà, nhưng rõ ràng là thêm, mình chỉ là nhu cầu mình muốn thêm thôi, chứ không phải là mình nhu cầu muốn bớt. Giữ lại để làm lưu niệm. Thì khi em bảo với mẹ em là mẹ ơi mẹ có cái nồi này rồi này, nó có thể thay thế cho tất cả các nồi này, sao mẹ không bỏ cái những cái nồi kia đi, ui giời cứ để đấy có lúc cần phải dùng đến. Thế đấy, thì mình cứ để đấy, thế nào cũng có lúc phải dùng đến. Và có những lúc mà chỉ cần là dùng một cái nồi ở bên ngoài thôi, nhưng mà mẹ em vẫn nghĩ rằng là không, phải moi cái nồi từ 5-6 năm trước lôi ra đi. Đúng không cả nhà mình? Ok, em Hảo đang chỉ lấy ví dụ thôi. Đó là cái nồi chiên không dầu. Là em đang lấy một cái ví dụ là hữu hình nhất. Là chúng ta lấy lý do để bớt. Chúng ta lấy lý do bớt để thêm một thứ gì đó. Cả nhà mình nghĩ đi. Chúng ta lấy lý do bớt để thêm. Nhưng khi mà chúng ta đã thêm rồi thì mình phải bớt đi chứ. Mình phải trung thực với chính mình chứ. Mình phải kỷ luật với bản thân chứ. Nhưng không, mình sống nó lý luận như thế quen rồi. Mình sống lý luận như thế quen rồi. Và sau đó đến khi mà chúng ta quay lại và bảo phải bớt những cái đồ kia đi thì chúng ta lại nói làm sao ạ? Có những lúc thì dùng cái này cũng vẫn tiện hơn. Và dần dần cái cuộc sống của chúng ta nó phụ thuộc vào những cái vật chất như thế. Và cuộc sống vật chất cũng giống như cái cuộc sống tinh thần. Chúng ta chỉ là lấy lý do bớt để mình có cớ thêm thôi. Còn em Hảo không nói là công dụng và chức năng của nó như thế nào. Nó đánh lừa mình khủng khiếp lắm cả nhà mình. Nó đánh lừa mình và nó lấy mình cứ viện cớ, mình cứ lấy lý do này, lấy lý do kia. Và dần dần các lớp lý do nó cứ chồng lên nhau và mình không còn sống thật với chính mình nữa. Mình sống vì cái mong cầu bên trong của mình. Nó chỉ có hai ông nó chi phối toàn bộ cuộc đời của mình này. Một là cái thằng mong cầu nó bắt mình xuất hiện ra một cái ham muốn nào đó. Xong sau đó là một ông ở trong này nó có nhiệm vụ là thuyết phục mình là cái mong cầu đấy là hợp lý đấy. Đáp ứng nó đi, thỏa mãn nó đi. Đúng không cả nhà mình? Kể cả khi mà mình mua ô tô cũng vậy. Em Hảo đang nói nhà mình có hai cái xe máy, mua một ô tô thì bán bớt một cái xe máy đi thì cũng không sao. Nhưng không, thường nhà mình vẫn giữ lại tất cả. Hoặc đang có một cái xe rồi đó mà nhà mình muốn đổi lên một cái xe khác nó tiện nghi hơn một chút, nhà mình cũng sẽ nghĩ rằng là nó hợp lý mà, nó chính đáng mà. Tất cả những cái đó chỉ là đang thuyết phục mình thôi. Một là cái ông mong cầu ấy, là ông ấy xuất hiện. Và có một ông này ấy, là lý luận để thuyết phục mình, hãy thỏa mãn mình đi, hãy thỏa mãn mong cầu của mình đi. Và nhà mình biết cuối cùng không? Cuối cùng mình không phải là nạn nhân của đồ đạc, mình cũng chẳng phải nạn nhân của sự tiện dụng. Mình là nạn nhân của người nghiện ngập sự thỏa mãn mong cầu. Đấy chính là cái khổ của chúng ta. Sự nghiện ngập của sự thỏa mãn mong cầu. Nha, đấy là về vật dụng. Em Hảo đang ví dụ, đơn giản về vật dụng. Bây giờ em Hảo lấy một cái ví dụ về thói quen sinh hoạt. Có dầu gội thì phải có dầu xả, có sữa tắm thì phải có dưỡng ẩm,
vì trang điểm nên phải dùng kem tẩy trang. Nhưng mình thấy không ạ, nó cứ vì cái nọ mà mình lại phải phát sinh cái kia, nó luôn luôn như vậy. Vậy còn về nồi chiên không dầu thì sao ạ? Khi mình mua nồi chiên không dầu rất là tiện, rất là đẹp đúng cả nhà mình, nhưng mình phải mua bình xịt dầu có phải không, chổi quét dầu, giấy bạc, có đúng là những thứ đấy mình cần phải mua sắm thêm với nó không cả nhà mình? Một là mua cái nồi chiên không dầu đó, là nó xuất hiện cái việc là lại phải mua cái bình xịt dầu. Bình xịt dầu. Rồi mình lại mua cái chổi quét dầu. Rồi mình lại mua giấy bạc bọc. Giấy bạc đã đủ chưa cả nhà mình, hay cần phải cả giấy nến nữa? Cái giấy gì mà nó không thấm nước ấy cả nhà mình, không thấm nước mà lại thấm được dầu đấy. Nó dây mơ dịnh mặc lẫn nhau. Thói quen sinh hoạt của mình cũng vậy. Nếu mình dùng dầu gội thì dùng dầu gội nhiều là bắt buộc phải dùng dầu xả rồi. Cái tóc của mọi người sơ không chịu được đâu. Hôm nào cả nhà mình mà túm được em Hảo là nắm lại ngay lấy cái đầu nha nhà mình. Giật cái tóc em Hảo kiểm tra xem là tóc tai sơ xác kiểu gì, dùng dầu gì. Em Hảo chỉ gội bằng mỗi nước lọc thôi. Mà nó đen, nó xanh, gần chết luôn hay cả nhà mình. Chỉ một cái là nó không thơm thôi cả nhà mình ạ. Nên là mọi người chỉ bà để bà sờ thôi nha, chứ không có được ngửi. Nhưng mà cái đầu của em Minh Hảo đó là tóc không có dụng. Cái thứ hai nữa là nó xanh tóc, không sơ, không khô, không cần phải dùng dầu gội, không cần phải dùng dầu xả. Vậy mà nó sạch đấy cả nhà mình. Nhà mình cứ nghĩ là nó bẩn, có cái gì mà nó bẩn đâu. Nhà mình vắt một quả chanh vào, tự nhiên nó sẽ đánh bay cái dầu đấy ra, gội nhiều nước và chải tóc. Thì nó gì ạ? Thì nó sẽ tự trôi ra thôi mà. Nhà mình cứ cảm tưởng thế thôi. Nhà mình cũng biết cái dầu là tốt, quan trọng như thế nào đối với tóc không cả nhà mình. Dầu chính là dưỡng ẩm đấy. Em Hảo kể với nhà mình về câu chuyện về phao câu của con gà chưa? Phao câu của con gà có tác dụng gì cả nhà mình có biết không ạ? Phao câu của con gà có tác dụng gì? Đúng rồi, nó dưỡng ẩm lông. Bởi vì là nó tiết ra những cái dịch và chất nhờn, khiến cho cái lông của nó luôn luôn bóng mượt, dưỡng ẩm, không bị sơ khô mà lại gì ạ? Mà lại chống được nước. Thì cái tóc mình, con người mình thì không được thiên nhiên ban cho một cái phao câu, nhưng mà da đầu của mình nó có tính năng là nó tiết chất nhờn ra, và chất nhờn đấy là làm mượt tóc. Nhưng mình lại nghĩ rằng chất nhờn đấy là kẻ thù của chúng ta, nên chúng ta tẩy nó bằng được, đúng không cả nhà mình? Nên tóc khô, tóc sơ nên lại phải cấp ẩm bằng dưỡng. Đấy là một cái thói quen sinh hoạt mà em nghĩ rằng 100% đến 90%. 90% chị em phụ nữ sẽ sử dụng dầu gội là phải sử dụng dầu xả. Đấy là còn chưa kẻ ủ nha cả nhà mình. Chưa kẻ ủ rồi mình cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn đấy. Dùng vòng luẩn quẩn. Rồi khi dùng mỹ phẩm thì làm sao có thể rửa sạch bằng nước lọc được, bắt buộc phải sử dụng khoáng, rồi xịt khoáng, rồi bông tẩy trang nữa, rồi lại nước tẩy trang. Nhà mình có biết được rằng là khi mà em Minh Hảo đi thiền Vipassana nha cả nhà mình, đi thiền 10 ngày mà mình đi từ miền Bắc ra, mang mỗi một cái ba lô, mà trong đấy một nửa cái ba lô là cái chăn mất rồi, vì chỉ sợ là ở đấy không có chăn. Thế là ấn một cái chăn mang đi, còn lại là mang theo một bộ quần áo thôi, và một cái bàn chải đánh răng, kem đánh răng cũng không mang theo nữa, chỉ có vậy là lên đường. Sách vở thì không được mang rồi, chỉ có hai bộ quần áo thôi, một bộ mặc trên người, một bộ để ở trong ba lô, và một cái áo khoác, bởi vì là miền Bắc thì lạnh nhưng mùa đông thì nhưng mà miền Nam thì lại nóng, không biết đằng nào mà lạnh. Chỉ có mỗi vậy thôi. Nhưng khi em đi qua phòng một cô bạn thì trời ơi, cô bày ra một cái phòng nha, chỉ được một cái giường cá nhân thôi, còn lại là một khoảng trống cũng giống như là bộ cá nhân ý, cũng giống như là cái giường cá nhân thôi, nhưng mà bày nguyên mỹ phẩm mà bung cái vali lên một cái là mất nguyên một góc luôn. Mà em không biết là thực sự là cô ấy cũng rất là giỏi để nhớ được tất cả các cái loại đấy, các cái loại đồ dùng vào lúc nào, dùng vào thời điểm nào, dùng bao giờ, nguyên cái công vác cái đấy đi là chết luôn. Thì tâm trí của chúng ta không thể để vào chuyện khác. Em Minh Hảo tắm xong giặt ngay. Nhà mình có biết là cái thời tiết Đồng Nai đẹp vô cùng. Phơi quần áo buổi sáng buổi trưa được cất luôn. Dễ chịu vô cùng.
rồi nhỡ may nó không có gì ạ, nhỡ may nó không có không không có nắng để cho mình phơi đồ thì ngày mai tắm một lượt cũng không có sao hết, nhịn một hôm không tắm chưa sao, hoặc là tắm nhiều vào giặt quần áo ít thôi, thầy dạy vậy đó, tắm nhiều vào giặt quần áo ít thôi. Đối giản. Nhưng mà bắt đầu nhà mình sẽ bắt đầu đi vào cái vòng luẩn quẩn đúng như em Minh Hạo. Rồi ok. Bắt đầu là mối quan hệ xã hội. Mối quan hệ xã hội nhà mình tối giản kiểu như thế nào? Ngày xưa em Minh Hảo là một người chơi quá nhiều bạn, quá nhiều nhóm. Vì vậy nên là đầu tuần thì sẽ đi tụ tập với nhóm đại học. Rồi nhóm bạn cấp 3, nhóm bạn cùng phố, rồi liên hoan hiến máu tình nguyện. Đi hiến máu về rút 250 máu cc. Mẹ sắp chết mà tối về còn liên hoan. Đấy, cái cuộc sống thanh niên mà mọi người. Phụng sự cũng hết mình mà chơi thì cũng nhiệt tình vậy đấy. Một lát nữa mình sẽ nói với câu chuyện đó là nếu ai cũng lối sống tối giản thì ngành kinh tế sẽ đi về đâu như cả nhà mình. Rồi vào rất là nhiều các mối quan hệ, nhưng vì quá nhiều mối quan hệ nên là không care được hết. Mối quan hệ nào cũng chỉ tàng tàng thôi. Mình không có quan tâm được đến ai, không có quan tâm được đến ai sâu sắc. Và vì vậy nên là mình trở thành một người có cái lối sống vô tâm và vô trách nhiệm với chính cái tâm thức của mình. Bởi vì nó có chiều sâu đâu. Sống chiều sâu đâu. Và nhà mình có biết được rằng là khi thủ lĩnh Đỗ Quang Minh nói một cái điều về mối sống, về xây dựng mối quan hệ, nó có một cái câu rất là hay, cả nhà mình có biết không ạ? Nhà mình có ai biết cái một cái câu mà liên quan đến việc là xây dựng mối quan hệ? Là gì ạ? Đúng rồi, xây dựng sự tương giao, không xây dựng mối quan hệ. Cảm ơn Diễm nha. Xây dựng sự tương giao, không xây dựng mối quan hệ. Vậy thì chúng ta biết được rằng cái thói quen của chúng ta sống xây dựng mối quan hệ là như thế nào cả nhà mình? Là hôm nay anh có việc, tôi đến với anh, tôi tặng quà, tôi chia sẻ với anh. Lần sau tôi có việc, anh tặng quà, anh chia sẻ với tôi. Đấy là việc mà chúng ta làm đấy. Em Hảo lấy một ví dụ về cái chuyện xây dựng mối quan hệ nha cả nhà mình. Xây dựng mối quan hệ này. Là cô bạn ấy mới nói rằng là em ấy nói rằng cô ấy đến cô kêu than van rằng là lương tháng của cô thì đã mất 1/3 cho cái việc đối nội và đối ngoại. Đối nội và đối ngoại tức là đi khóc cười cả nhà mình, tiền hiếu, tiền hỷ, tiền thăm ốm, giống như công đoàn của nhà mình hay đi thăm những cái tiền đấy, và mất cái thời gian để đi đến đưa thăm hỏi. Nhưng nhà mình biết được rằng là đến 80% cái số lượng cái những cái buổi đến thăm đó và sự quà cáp trao cho nhau ấy là hình thức, là đi để sợ bị trách móc hay là vì thực sự mình quan tâm đến họ và mình muốn đi. Mình đi vì mình sợ họ trách móc hay là mình vì thực sự muốn quan tâm đến họ mà mình đi. Mình muốn đến thăm hỏi xem tình hình họ như thế nào và động viên họ kịp thời ra sao. Nhưng nếu mà mình tính ra thì có những trường hợp đâu có cần phải thăm hỏi, đâu có cần phải động viên làm gì đâu. Và em Hảo mới bảo Minh với cô là thế thì cô đừng đi nữa, những cái mối quan hệ đấy nó chỉ là mối quan hệ xã giao thôi, tại sao cô phải mất tốn nhiều thời gian, tốn nhiều tiền bạc cho những chuyện đấy. Rồi cô ấy nói rằng là không, nếu mà như vậy thì lần sau mình có việc thì làm sao họ đến với mình. Thứ nhất, câu chuyện thứ nhất này, nếu mà lần sau mình có việc, có phải là một cái mệnh đề chắc chắn xảy ra không cả nhà mình? Một năm nhà mình chỉ có mỗi hai việc chắc chắn xảy ra, đó là con nhà mình cưới. Đúng không cả nhà mình? Đấy là cái chuyện mà chắc chắn xảy ra. Và mình đi giải rác suốt năm này qua năm nọ như là kiểu là đóng bắt họ vậy đấy cả nhà mình. Không khác gì là bốc bắt họ, đóng họ cả. Đấy là một cái cách hùn cũng rất là hay, nhưng với điều kiện là mình hiểu rất rất là ý nghĩa, hiểu cái tầm quan trọng của cái chuyện đó. Người ta gọi là cái nợ đồng lần, đúng rồi đấy ạ. Và chúng ta đi với nhau vì trách nhiệm. Và nếu đi ấy thì mình hãy đi với sự hoan hỷ, nhưng thường là mình đi cho nó xong đi, nếu không thì người ta lại trách.
thậm chí là đi đồng thiệt đồng hơn cũng nghĩ ngợi nữa, đi đồng thiệt đồng hơn cũng nghĩ ngợi nữa. Vậy em nào bảo với cô rằng là vậy cô ơi, ngày mà xong rồi là cô bảo chữ ừ, biết là như vậy rồi, nhưng mà mình mà không đi qua lại với họ thì mình chơi làm sao được với họ nữa, làm sao họ chịu chơi với mình. Thì khi mà em Minh Hảo mới nói rằng vậy ngày em sinh Minh An thì cô có đến thăm cháu không, cô bảo có, cô đến thăm cháu, cô có tặng quà cho hai mẹ con không, có tặng quà cho hai mẹ con. Vậy xong rồi em Minh Hảo mới lại hỏi vậy hôm vừa rồi cô bị đau chân, cô đi khám đấy, cô đi viện đấy, thì cháu có đến thăm cô không? Không, Hảo không đến. Vậy cô có chơi với cháu không? Có. Bố ai dám nói không đúng không cả nhà mình? Đúng lúc em Hảo mà đã nói rằng là cô có chơi với cháu không thì ai mà dám nói không, vẫn phải nói có như bình thường. Nhưng đấy là mối quan hệ, nó chỉ là mối quan hệ thôi. Nhưng mối tương giao mà em Hảo muốn nhắc tới này, không nhất thiết những cái việc xã giao đấy mình phải đến với nhau, nhưng nếu việc gì mà mình giúp được, mình biết mà mình giúp được, chắc chắn mình sẽ giúp. Chắc chắn mình sẽ giúp. Nhưng mà chúng ta bị một cái bệnh rằng là bệnh tương tác ấy, bệnh tương tác. Và chúng ta hay nó có một cái câu rằng là khi nóng thì mới sờ đến tay ấy. Và nhà mình có nghe cái câu đấy bao giờ không ạ? Đến khi nóng thì mới sờ đến tay, tức là khi nào có việc cần thì mới nhờ đến người ta thôi. Còn hàng ngày bình thường thì chẳng thấy hỏi han bao giờ, chẳng thấy thăm hỏi bao giờ cả. Thì như cái người đó là cái người không sẵn sàng giúp đỡ mình đâu. Những người đó là những người không sẵn sàng giúp đỡ mình đâu. Bây giờ em Hảo đặt một tình huống như thế này. Trong trường hợp 239 anh chị em ngồi đây, nếu có một việc gì đấy mà em Hảo nói rằng là em Hảo cần sự giúp đỡ của mọi người, nếu mọi người cảm thấy rằng mình có thể giúp được thì mình giúp. Hay là phải vì là ngày xưa cô Minh Hảo cô đã giúp mình rồi nên bây giờ mình phải giúp. Tình huống nào mình sẽ cảm thấy rằng mình là người chủ động, mình là người con người sống tự do. Còn nếu mọi người nói rằng ngày xưa cô Minh Hảo giúp mình rồi nên bây giờ mình phải giúp lại đó, thì nghĩa là mọi người đang là nô lệ của em Minh Hảo thôi. Cái sự nhận sự giúp đỡ của em Minh Hảo trước đây không phải là sự trong sáng. Mình hãy cứ vô tư lên và mình không cần phải áy náy về chuyện ngày xưa cô đã giúp mình mà bây giờ mình không thể giúp lại được. Ví dụ là như vậy, mình phải nhìn thẳng vào sự thật rằng nếu nó là một việc mà mình có thể giúp được thì mình sẽ giúp, không bất luận là họ đã từng giúp mình hay chưa, hoặc cũng không bất luận là sau này mình có giúp lại mình hay không. Ở đây nhà mình có được chia theo vòng tròn đệ nhị thân không ạ? Cái người mà mình giúp thì sẽ đi giúp người khác, còn mình được nhận sự giúp đỡ của người này thì sẽ lại để cho, lại mang đi cho người khác. Nó là một cái vòng trao giá trị không thể dừng lại được, chứ không bao giờ bị dính mắc bởi cặp đôi một, cặp đôi một. Không bao giờ bị dính, bị kẹt lại như vậy. Vậy đó, thì đấy là cái việc xây dựng về mối quan hệ. Nhưng ở đây em Minh Hảo có chia sẻ với cả nhà mình, cứ coi như chúng ta là những người có năng lực tối giản nha, năng lực tối giản. Chỗ này có rất nhiều vấn đề 1 cộng với vấn đề 2 cộng với vấn đề 3 cộng với vấn đề 4, vân vân. Chỗ này là vấn đề 5 cộng với vấn đề 6 cộng với vấn đề 7 cộng với vấn đề 8, vân vân. Vân vân là bởi vì không bao giờ nó dừng lại đâu cả nhà mình ạ. Chúng ta vừa thấy ở trong một ô chat các bạn nói rằng là ngày xưa đi học chỉ có một cái bếp ga mini, một cái chảo, một cái nồi cơm điện, vẫn sống ngon lành ok. Mà bây giờ đủ thứ mà vẫn thấy thiếu. Bạn bè bây giờ cũng vẫn rất là nhiều. Bây giờ là 9 cộng với 10 cộng với 11 cộng với 12, vân 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 vân. Rất nhiều thứ. Cứ bây giờ chúng ta cứ giảm được ông này một cái, giảm được, mỗi thứ giảm được một chiếc đi. Thì nhà mình sẽ giảm thì sẽ giảm theo mình hiểu là theo cái thừa số thôi. Thì giảm đến bao giờ? Mà giảm thì luôn luôn không bằng với tốc độ gia tăng, đúng không cả nhà mình? Cái tốc độ giảm của mình không bằng với tốc độ gia tăng. Nhà mình có thấy như vậy không ạ? Mối quan hệ của mình ngày càng nhiều lên. Ngày xưa mới đi học đó, một tháng là chỉ bạn bè đâu đó là 300 hay 500. Bây giờ có tháng hàng mấy triệu bạc ấy. Bởi vì là mối quan hệ ngày càng nhiều lên. Mối quan hệ ngày càng nhiều lên. Nhưng mà sự tương giao thì rất là ít. Tức là để thực sự chăm chở giúp đỡ nhau thì rất ít. Mà trong cái xã hội này thì nhà mình bảo rằng là một cái gia đình ấy, mà một cái gia đình mà có một đứa bé bị gãy chân mà phải đi bó mất khoảng tầm 3 triệu, 5 triệu, 6 triệu, có cần phải cả làng gùm không cả nhà mình?
Nếu trong trường hợp đấy ấy, thì cái chuyện mà xây dựng mối quan hệ, việc đi và quyên góp cho nhau là một việc hết sức có ý nghĩa. Nhưng mà bây giờ có những gia đình thì cái việc mà con cái nó gãy chân hay tai nạn hay đau bụng gì đó, đi viện một hai tuần về đó, là hết sức nhẹ nhàng. 5-6 triệu, 10 triệu gia đình nào cũng có thể lo được mà không cần phải vay mượn. Em nghĩ là như vậy đấy. Không cần phải vay mượn. Trong số 80% chúng ta đang nhận cái sự là những cái nợ đồng lần của nhau, thì có những cái dịp mà không cần thiết đến với cái việc là phải cái sự hùn lại. Đúng rồi, chúng ta chỉ cho khi họ cần thôi. Nhưng ở đây không, mình không cần biết họ đã cần hay không, mà ngày xưa họ cho mình rồi nên bây giờ mình phải cho lại, chứ không thì cái mặt mình nó ra cái mặt mo luôn, là mình sợ. Nên là mình cứ lo, không, tôi không biết là anh có thích, anh có cần tôi cho hay không, nhưng mà ngày xưa anh cho tôi nên bây giờ tôi phải cho lại. Mà không cần biết là ngày xưa mà anh có cho tôi hay không, mà bây giờ tôi cho là sau này là tôi phải nhận lại. Bằng cái việc là ngày xưa đi cưới là nhà ông ấy mời nhà mình cả ba đứa, nên bây giờ nhà mình cưới ba đứa thì là phải mời ông cả ba lần. Nhà mình có chơi quả đấy bao giờ không ạ? Khổ ghê luôn cả nhà mình. Khổ lắm. Khổ không khổ vừa. Vậy thì nhà mình hãy nhớ rằng là nếu chúng ta cứ tăng và giảm như thế này thì tốc độ giảm của chúng ta không bao giờ tăng. À, không bao giờ có thể giảm nhanh bằng tốc độ tăng được. Luôn luôn bị nhiều hơn. Em Minh Hảo có một công thức của sự tối giản. Đây là công thức của sự tối giản. Nó là một công thức vòng tròn. Nhà mình hình dung ở đây nó có công thức là diện tích sẽ bằng pi nhân với r bình, trong đó r là bán kính đúng không cả nhà mình? Vậy thì thằng r này là cái gì? Có phải nếu mà r chỉ cần giảm một đơn vị, chỉ cần giảm một đơn vị thôi thì cái diện tích này nó giảm nhiều vô kể đúng không cả nhà mình? Nếu r này mà giảm một đơn vị thì có phải diện tích sẽ giảm một đơn vị không cả nhà mình? Hay là giảm rất nhiều đơn vị? Ở đây nhà mình ai giỏi tính hộ cho em Minh Hảo? Nếu R mà chỉ cần giảm một đơn vị thôi thì ít nhất nó phải là gì ạ? Nếu R này mà chỉ cần giảm một đơn vị thôi là diện tích giảm đáng kể, bởi vì nó đã nhân với 3,14 mà R của nó lại là thừa số mà bình phương lên nữa. Không thể giảm 3,14 lần đâu cả nhà mình ạ. Nó phải là giảm 3,14 nhân với R trừ 1. Giảm rất nhiều chứ không phải chỉ giảm một đơn vị. Nhưng nếu chúng ta giảm cái công thức này này, suốt ngày mình đi quanh co, mình đi giảm này, ôi thôi giảm cái nồi chiên không dầu này, giảm cái chảo này, giảm cái này, giảm cái kia, thì mình chỉ giảm được một đơn vị thôi, hai đơn vị thôi, ba đơn vị thôi. Nhưng khi mà mình giảm được một cái thằng thừa số R này thì sẽ giảm rất nhiều lần. Vậy bây giờ đặt ra câu hỏi là gì ạ? Error là cái gì? Theo cả nhà mình, error là cái gì ạ? Mọi người đều nói là ham muốn này, là mong cầu này, là nhu cầu này, là suy nghĩ này. Là nhu cầu này. Error này là cái. Nhà mình đợi em một chút nha, em viết ra đây. Error này là cái gì? R nhỏ thôi. Error này chính là cái. Một cái. Dính mắc về hình ảnh cá nhân, hay được gọi là cái gì cả nhà mình? Hay được gọi là cái gì ạ? Dính mắc về hình ảnh của cá nhân thì được gọi là cái gì cả nhà mình? Sĩ diện, thể diện là cái tôi ấy cả nhà mình. Tôi sắc tối, tôi huyền tồi, tôi nặng tội đấy. Chính là cái tôi. Mình gọi là sĩ diện hay thể diện cũng là như vậy.
dính mắc về hình ảnh cá nhân. Ngày hôm nay á, mà cô bạn của nó bảo là trời ơi, sao hôm nay tóc thơm thế, sao hôm nay tóc mềm thế, là y như rằng mình chết dí với cái dầu gội hôm nay mình vừa mới gội luôn đấy cả nhà mình. Nhà mình hiểu không ạ? Hiểu ý em Minh Hảo không ạ? Ôi, sao hôm nay tóc bà thơm thế, sao hôm nay tóc bà mềm thế, là mình sẽ phải dính chặt lấy cái gì ạ, cái dầu gội mà mình vừa mới chọn vừa mới đổi hôm nay luôn. Là vì sao? Bởi vì mình không muốn làm mất cái hình ảnh thơm này, mình không muốn làm mất cái hình ảnh thơm này. Rồi ok, hôm nay mình này, ôi sao bà để kiểu đầu này đẹp thế, thế là hơi nó đi dài ra một tí, hơi nó duỗi ra một tí, hơi nó mất form một tí là lại chạy ra ngoài tiệm luôn. Ôi sao bà là một người phụ nữ đảm đang thế, thế là dính mắc vào cái vụ dọn dẹp nhà cửa với sinh hoạt luôn. Là mình mà đã là người phụ nữ đảm đang là nhà không thể bẩn được, mà ai làm nhà bẩn thì chính là kẻ thù của mình. Và thế là người chồng và người con đứng ở bên kia chiến tuyến luôn. Bởi vì nếu họ làm nhà cửa bừa bộn, họ sẽ làm mất đi cái hình ảnh người vợ đảm đang của mình. Tiếp theo, nếu mình là một người chồng mà có thể lo và gánh vác cho gia đình rất là nhiều, có thể chăm cho vợ này, chăm cho con này, đảm bảo điều kiện sống, đảm bảo điều kiện sống này, điều kiện sống kia, thì mình không dám rời bỏ công việc mà mình đang làm, mình không dám rời bỏ cái mức thu nhập mà mình đang có, mặc dù nó đang gây cho mình nhiều đau khổ với người ta. Và thậm chí là nếu có sự khó khăn xảy ra thì nỗi sợ hãi của mình nó xuất hiện ngay lập tức. Không phải sự sợ hãi của sự thất bại, mà mình sợ hãi mất đi hình ảnh mà mình đang có. Nó là sự dính mắc về hình ảnh cá nhân. Ví dụ như có một người nói rằng, ui, bà làm cái bánh này ngon thế, bà làm bằng cái gì đấy? Làm bằng cái nồi cơm điện. Ui, nếu mà có cái lò nướng mà còn làm còn ngon còn đỉnh hơn nữa đấy. Úi giời, thế là mình sẽ phải tậu ngay lò nướng về luôn. Tất cả cái này, error này chính là sự dính mắc về hình ảnh của cá nhân. Nó là cái tôi. Nó là cái tôi của chúng ta. Và cái tôi này nó được cấu thành từ gì ạ? Từ việc là mình nghĩ mình là người như thế nào. Và cái thứ hai nữa là mọi người nghĩ mình là người như thế nào. Đấy, mình bị hai ông này là giật dây. Và đây toàn bộ là những nhận thức sai lầm hết. Mọi người có thể nói em Minh Hảo là một người vui tính không? Vậy thì những lúc em Minh Hảo nổi điên lên thì em Minh Hảo là ai? Mọi người có thể nói em Minh Hảo là một người sống tối giản không? Vậy những lúc mọi người nhìn thấy em xách nách hàng 3, 4, 5, 6, 7 thứ đồ này đồ kia thì lúc đó em Minh Hảo là ai? Mình không là bất cứ một cái hình ảnh nào cả. Mình là tổng hòa của tất cả mọi thứ. Không là riêng của một thứ nào. Thế thì tại sao mình lại cố gắng sắm cho mình một cái vai mà chắc chắn mình sẽ phải là, và mình sẽ phải duy trì cái điều đấy suốt đời? Mình không dám đối diện với sự sụp đổ hình tượng của chính bản thân mình. Mình không dám đối diện với sự sụp đổ của chính bản thân mình. Nên dần dần chúng ta có những cái lối sống nó tạp dần lên. Và cuối cùng ấy, nạn nhân của việc bị phức tạp hóa những cái đời sống của mình lên, nó tạo ra một cái kết quả đó là gì ạ? Đó là chúng ta bị lệ thuộc vào những cái phương tiện sống ở bên ngoài. Mình bị lệ thuộc. Nên công thức sống tối giản là nó là cái điều kiện để cho mình có được sự tự do. Sự tự do mình không bị người kia giật dây rằng mình phải trở thành một người như thế nào. Mình không bị chính mình giật dây rằng mình phải trở thành một người như thế nào. Mình chỉ cần biết sống bên trong bên ngoài của mình nó đồng nhất. Nó đồng nhất. Còn nó khác hoàn toàn với việc rằng là mình lý tưởng hóa rằng con người của mình cần phải đào luyện và cần có một hình mẫu để mà mình noi theo. Hình mẫu để mà mình noi theo. Nhưng là một cái hình mẫu để cho mình nhìn thấy và mình rèn luyện mình, chứ không phải là một hình mẫu mà bắt buộc mình phải là. Nhà mình hình dung ra không ạ? Nó khác nhau hoàn toàn với cái việc rằng là định hướng cái con người của ta muốn trở thành, hay là bắt buộc chúng ta phải trở thành một con người như thế nào. Nó khác hoàn toàn. Và khi chúng ta có được đời sống tối giản thì tự nhiên mình có sự tự do. Tự do về tinh thần. Và cũng cần có nhắc đến những cái hình ảnh về cái việc là sự rỗng rang, sự tự tại của mình trong đời sống. Thì đấy chính là cái công sức thức sống tối giản mà em Hảo luôn luôn đau đớn. Tất cả mọi thứ mình làm,
Mình đang cố gắng muốn sử dụng đồ vật này hay mình muốn bỏ đồ vật này, đồ vật kia là vì mình đang dính mắc về cái hình ảnh gì của mình đấy. Mà nó hình ảnh nó nhiều lắm nha cả nhà mình. Chúng ta có quá nhiều hình ảnh, chúng ta nhận tất cả đều là mình và mình nhất định phải là như vậy. Nhưng thực ra mình luôn luôn là cả hai cực. Mình luôn luôn là cả hai cực. Chỉ là tại thời điểm này thì mình mang phiên bản này, tại thời điểm khác mình mang phiên bản khác. Nhưng mình nhận tất cả là mình. Nhận tất cả những điều đó và khổ vì tất cả những điều đó. Nên công sức thức sống tối giản là như thế này. Ngày trước em Minh Hảo có chui vào một cái nhóm gọi là sống tối giản đời thanh thản ấy. Em Minh Hảo còn vào cả nhóm là ăn chay trường nữa cơ. Sống giữa đời thường mà chồng em cứ trêu là ăn chay trường đứng giữa lòng đường, là bởi vì là ăn chay là chỉ có cổ động phong trào ăn với nhau như thế thôi, chứ cái bên trong của mình nó có muốn như vậy đâu. Mình nhận thức được rằng việc ăn chay là rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà mình lại không ăn chay vì tốt cho sức khỏe đâu. Mình ăn chay vì mình tự đắc mình là một người ăn chay. Rồi mình tự đắc mình là một người sống tối giản. Nhà mình ạ. Và khi mình sống tối giản thì mình lên án những người sống phức tạp. Khi mình ăn chay thì mình lên án những người ăn mặn. Thì anh em mới nói rằng là cái đồ ăn chay trường đứng giữa lòng đường. Tức là cứ đứng giữa lòng đường để hô hoán phê phán người ta mà. Không được. Ngày hôm nay em Minh Hảo nếu có chỉ ra cái sự phức tạp thì cũng chỉ đang muốn nói đến một cái thực trạng và muốn chúng ta tìm ra một cái lối thoát cho mình, cho cái sự, cho một đời sống thanh thản và tự do. Chứ không hoàn toàn lên án hay là phê phán bất cứ ai đang có những cái sự phức tạp trong đời sống. Bởi vì là em Hảo biết được rằng là trong những cái quyết định là chúng ta gì ạ? Chúng ta mua thêm một món đồ gì đó là chúng ta đang hoàn toàn bị giật dây thôi, bị cái mong cầu bên trong mình giật dây, mình không chiến thắng được cái mong cầu ở bên trong của mình. Mình không chiến thắng được cái mong cầu ở bên trong của mình, mình không chiến thắng được cái nỗi sợ hãi ở bên trong của mình. Nên là mình đã ra quyết định để mua món đồ đó. Mình đã ra quyết định để mua món đồ đó. Vậy thì có một cái kinh nghiệm của em Minh Hảo khi mà thực hiện đời sống tối giản, đó là nếu mà phải thêm một thì chi bằng bớt cả hai. Nếu phải thêm một chi bằng bớt cả hai. Ví dụ như có những người nói rằng là phải ăn đồ chiên không dầu này, hay là phải sử dụng lò nướng này, thì chi bằng mình nói câu chuyện rằng là, mình nói câu chuyện là gì cả nhà mình, là thôi không ăn đồ chiên nữa là xong. Không ăn đồ chiên nữa là xong. Mà thỉnh thoảng ăn có một bữa thì mình sử dụng cái nồi bình thường chắc cũng không sao. Nhưng nếu có cái nồi chiên không dầu, cả nhà mình có dám chắc chắn là ngày nào cũng sẽ ăn đồ chiên không dầu không ạ? Sau khi vợ mua cái nồi chiên không dầu về là lạc cũng cho vào nồi chiên không dầu, đậu phụ cũng cho vào nồi chiên không dầu, bình thường thì khoai thì sẽ cho vào nấu canh, nhưng bây giờ lại bỏ ra và chiên khoai tây không dầu. Thực ra là chiên khoai tây ít dầu. Và anh em thì rất là hay trêu là cứ còn ăn đồ nhiều dầu thì còn lâu mới thoát nghèo được. Còn ăn đồ nhiều dầu thì còn lâu mới thoát nghèo được. Vì mình tiện mà, mình bảo mình mua cái nồi chiên ít dầu này ăn nó tốt cho sức khỏe chị ạ. Nhưng mà chị ơi, em chiên ngập dầu nhưng mà tháng 2 tháng em mới ăn có một lần à. Còn chị ăn nồi chiên không dầu, nồi chiên ít dầu thì ăn tháng 30 lần. Thì nhà mình, theo cả nhà mình thì đâu là cái người mà ăn nhiều dầu hơn. Đấy, vấn đề nó nằm ở chỗ tư tưởng mình cứ thuyết phục liên thuyên vậy thôi. Mình cứ nói liên thuyên với cái đầu của mình thôi. Nha, nếu mà thay vì thêm một thì mình hãy thử nghĩ xem có thể bớt hai không. Bớt luôn cái việc đấy đi. Thay vì thêm một thì mình có thể bớt luôn hai đi không. Đấy là những gì mà em Hảo muốn chia sẻ. Những cái khía cạnh mà mình phải nói về đời sống tối giản. Nhưng mình hãy tối giản theo cái vòng tròn, theo cái công thức của vòng tròn. Và tối giản ở cái gốc rễ của nó chính là đối diện với cái sự dính mắc với cái hình ảnh của mình. Hình ảnh của mình, cái nỗi sợ của mình là gì, sự tham muốn của mình là gì, sự chán ghét của mình là gì. Còn một điều nữa mà em Hảo muốn chia sẻ trong cái lối sống tối giản của chúng ta. Đó là chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta có phong trào là không sử dụng ống hút nhựa thì nhà mình sử dụng cái gì cả nhà mình? Khi không sử dụng ống hút nhựa thì nhà mình dùng cái gì ạ? Ống hút nhựa là có hại cho môi trường lắm nên là đừng dùng ống hút nhựa nữa. Thế là chuyển hết qua sử dụng ống hút bằng cỏ voi và ống hút bằng inox, rồi ống hút bằng giấy. Và khi mà nhà mình biết là sử dụng cái ống hút bằng inox ấy thì nhà mình biết là phải phát sinh ra thêm cái gì không ạ?
khi mà chúng ta nghĩ ra cái trò là sử dụng ống hút bằng inox ấy, thì nhà mình biết là gì ạ? Nhà mình nó sẽ phát sinh, nảy sinh ra vấn đề gì cả nhà mình? Nó phát sinh ra cái chổi rửa ống hút. Bây giờ ơi, em nghĩ rằng cuộc đời mình nó cũng chỉ rồi dám đến mức độ thế là cùng. Cái chổi mà nó nhỏ xíu cả nhà mình ạ. Nó nhỏ, nó giống như là cái chổi mà của mấy bác sửa xe hay rửa xe, rửa cái nan hoa cả nhà mình. Thì bây giờ nó nhỏ tí như thế này để sọc được vào cái ống hút rửa. Và cuối cùng là có một cái nạn là bị tuyệt chủng cỏ voi cả nhà mình đó. Đã bao giờ nghe tin này chưa? Lên tận VTV2 luôn. Tuyệt chủng cỏ voi. Thế là anh ấy lại quay ra, anh ấy lại trồng cỏ voi. Vì là cỏ voi trong tự nhiên thì không có, nên là mình lại trong qua quay ra mình trồng cỏ voi. Mà đã trồng cỏ voi thì phải quỹ đất này, đúng không, của nhà mình, thuê nhân công này, thuốc trừ sâu phân bón này. Em nói thật với cả nhà mình là lợi thì có lợi nhưng răng chả còn. Rồi sau đó là nhà mình nói rằng không sử dụng túi ni lông nhá, chuyển qua làm cái gì ạ? Sử dụng lá chuối gói, lá sen gói, sử dụng giấy. Nhà mình có biết là cái ống hút giấy rồi là đi sản xuất giấy cho chúng ta gói ấy. Thì xây dựng nhà máy rồi nhân công rồi tuyển rồi là nguyên liệu đầu vào là gỗ các thứ. Về cơ bản là chúng ta biết được rằng là sự thay thế của nguồn tài nguyên này bằng nguồn tài nguyên khác chỉ là một cái liều thuốc an thần, một liều thuốc giảm đau để cho mọi người thấy rằng là cuộc đời này vẫn ổn. Không sao đâu, cứ dùng đi. Anh sợ dùng ống hút nhựa đúng không? Anh tẩy chay chúng tôi đúng không? Chúng tôi là người bảo vệ môi trường, chúng tôi đi tiên phong luôn thì chúng tôi sử dụng ống hút inox. Thế là cả xã hội trầm trồ vì những người có ý thức sử dụng ống hút inox. Và chúng ta lại quay trở lại và yêu thích nó như thường. Đấy chỉ là những chiêu trò tâm lý để thao túng chúng ta và chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta vẫn là những người tiêu dùng sáng suốt. Nhưng không, lối sống tối giản, mình nên cần nghĩ đến một việc. Đó là gì ạ? Đó là mình sẽ giảm thiểu hay là mình phải thay thế. Nhà mình sẽ dọa chọn lối sống là giảm thiểu hay thay thế. Quăng cái ống hút đi, không phải sử dụng ống hút nữa. Ơ nhưng mà chị không dùng ống hút bởi vì là chị dùng son môi ấy. Son môi không dùng ống hút ra được. Quăng nốt cái son môi đi. Rồi sao ạ? Rồi là chúng ta lại hỏi, nhưng mà như thế thì nhìn nó không nhuận sắc, nhìn nó kém tươi. Môi của chị nó thâm, thế thì quăng luôn môi đi, mím môi vào là xong. Mím vào lâu dần nó lại đỏ lên. Đùa thế đấy cả nhà mình ạ. Nhưng nhà mình luôn luôn lấy cái lối sống tư duy là mình giảm thiểu hay thay thế. Chúng mình đừng để, chúng ta đừng sống trong cái sự ảo tưởng rằng là cuộc sống và xã hội vẫn còn đang rất là tốt nên mình cứ thoải mái và tiêu dùng đi. Đương nhiên nó vẫn tốt, nó chưa xấu đi chỉ vì một ống hút của chúng ta, nhưng nó là cái thói quen suy nghĩ. Thói quen suy nghĩ chỉ lợi mình thôi. Chỉ lợi mình thôi. Và chúng ta cũng lại gì ạ? Chúng ta lại nói rằng là nếu mà như cô Hảo ấy thì xã hội sẽ thụt lùi đấy. Và nhà mình có biết được rằng là khi con người phát triển và thông minh đến độ mà biết được ra rằng phương thức tồn tại của chúng ta buộc phải đi đến một bước, đó là làm bởi năng lực tối thiểu mà tạo ra cái hiệu suất tối đa. Làm bởi năng lực tối thiểu để tạo ra hiệu suất tối đa. Và đây là nhiệm vụ trọng tâm của loài người được bố, được chúng ta gì ạ? Được thiên nhiên gì ạ? Ưu ái tặng cho chúng ta một bộ não có khả năng học tập để chúng ta bước được đến một cái năng lực lao động là làm bằng lao động tối thiểu nhưng mà tạo được hiệu suất tối đa. Thì cái điều này ấy là để giúp có một việc duy nhất thôi, đó là chúng ta tiết kiệm nhiên liệu và tài nguyên nhiều nhất có thể. Chúng ta tiết kiệm được thời gian và công sức lao động nhiều nhất có thể. Nhưng tiết kiệm tài nguyên để làm gì? Tiết kiệm tài nguyên để làm gì và tiết kiệm thời gian để làm gì mới là câu chuyện khác. Khi gì ạ? Khi mà chúng ta tạo ra nguồn cái hiệu suất tối đa đó thì nó không phải là để dành để tiết kiệm nguồn tài nguyên và để dành cho những loài khác, để dành cho những loài khác, mà là chúng ta sử dụng triệt để, tức là tận thu và tận diệt, là để nhằm phục vụ cho duy nhất mục đích của con người. Chúng ta tận thu và tận diệt chỉ nhằm mục đích duy nhất của con người, nhưng đáng nhẽ ra chúng ta là loài thông minh nhất, chúng ta sẽ sử dụng một nguồn năng lượng ít nhất nhưng có thể tạo ra những cái sản phẩm nhiều nhất và đủ cho chúng ta dùng. Còn lại thì tiết kiệm nguồn nhiên liệu để cho những loài khác,
nguồn nguyên liệu cho những loài khác, nguồn tài nguyên cho những loài khác. Đặc biệt thứ hai đó là tiết kiệm được thời gian lao động, tức là thay vì ngày xưa đó là chúng ta làm 8 tiếng, chúng ta phải trồng cấy 8 tiếng thì mới đủ ăn, nhưng bây giờ người nông dân thì nhàn hơn rất là nhiều. Nhàn hơn rất là nhiều, có máy móc hỗ trợ, có kỹ thuật, có canh tác đủ thứ, để cho người nông dân chỉ cần phải làm việc 4 tiếng hay 6 tiếng hay 2 tiếng hay 1 tiếng thôi. Nhưng cả nhà mình thấy rằng mình có bỏ thực thời gian ra để làm gì ạ? Bỏ thời gian ra để mình phát triển cái tâm thức của chính mình, để mình học tập và giúp đỡ cho kẻ khác. Nhưng mà chúng ta lại không sử dụng thời gian vào việc này, mà là chúng ta sử dụng thời gian để làm những cái việc khác, những cái việc giống nhau như vậy. Ví dụ này, em Hảo tiết kiệm được 4 tiếng, ngày xưa em Hảo phải đi làm 8 tiếng thì mới có thể là được 100.000. Bây giờ em Hảo chỉ làm 4 tiếng thôi, chỉ làm 4 tiếng thôi là đã được 100.000 rồi. Vậy theo nguyên lý này thì em Hảo phải dành ra 4 tiếng đấy để thảnh thơi, thư giãn, học tập và phát triển cái đầu óc của mình. Nhưng em Hảo lại dùng 4 tiếng này để đi kiếm thêm 100.000 nữa, tức là ngày xưa 8 tiếng thì làm được 100.000, giờ 8 tiếng làm được 200.000. Và thế là cuối cùng chỉ tạo ra một điều duy nhất thôi: tài nguyên dành cho người khác không có, thời gian dành cho mình cũng không có, chỉ duy nhất một thứ có đó là số lượng tài sản mà mình tích lũy cho riêng mình thì ngày càng tăng. Nhân mình hiểu ý của em anh Hảo không ạ? Vậy đấy, bởi vì sao? Vì mong cầu của chúng ta chưa bao giờ dừng lại. Ngày xưa 100 thấy vẫn thiếu, giờ 200 vẫn thiếu, 400 em cam đoan với cả nhà mình vẫn thiếu. Và cụ Fukuda trong cuốn sách Cách mạng một cọng rơm cũng nói rằng: tôi thấy loài người là loài duy nhất phải đi làm. Tất cả các loài khác chỉ kiếm ăn, nó chỉ dành ra một tiếng để kiếm ăn. Và sau đó là chúng vui chơi và nhảy múa cả ngày. Đương nhiên chúng ta là con người, mình không thể dành ra một tiếng kiếm ăn rồi để lại 23 tiếng là vui chơi và nhảy múa. Không, chúng ta dành thời gian để học tập. Chúng ta phải dành thời gian để học tập, để nâng cái nguồn lực của mình lên, để mình phải giải thoát được khỏi cái phiền não và khổ đau của mình. Vậy đó, nhưng mà mình lại không làm được chuyện đấy. Chúng ta cứ liên tục làm như vậy. Và có phải là tất cả mọi người đều giống như em Hảo không? 4 tiếng, ngày xưa bố mẹ mình làm 4 tiếng mới được 100.000, bây giờ mình làm 2 tiếng nữa được 100 rồi, nên bây giờ 8 tiếng mình làm là nhiều trăm, nên mình kiếm được nhiều tiền hơn bố mẹ mình, tưởng mình ngon cả nhà mình. Không phải, mình được thừa hưởng sự thông minh của các cái thế hệ kế cận cứ nối tiếp nhau, và mình là cái đối tượng đang là thông minh nhất cả dòng họ mình, bởi vì là mình được thừa hưởng sự thông minh của ông bà tổ tiên tất cả, nên mình thông minh hơn, mình khôn hơn và mình kiếm tiền giỏi hơn. Nhưng điều đó có nghĩa là mình phải dành ra nhiều thời gian để quan tâm đến đời sống tinh thần của mình chứ. Nhưng mình lại nghĩ rằng đời sống tinh thần là du lịch, đời sống tinh thần của mình là giải trí, đời sống tinh thần của mình là hưởng thụ cũng phải. Đời sống tinh thần tối cao chính là sự phát triển về mặt tâm thức. Về mặt tâm thức, đứng giữa sóng gió cuộc đời, mình cảm thấy như thế nào? Mình thấy lo sợ hay sợ hay phiền não? Mình cảm thấy oán giận hay là mình cảm thấy muốn đương đầu? Đứng trước sự sỉ nhục và sự lăng mạ của người khác thì mình cảm thấy rằng mình muốn trả thù hay mình sẽ tha thứ? Đấy là sự phát triển về tâm thức. Và trên thế giới này còn một bộ tộc đang làm điều đó, đó là bộ tộc Gogi. Bộ tộc Gogi thì mình có thể nghe về bộ tộc này. Họ trồng trọt và kiếm ăn rất hạn chế, và họ để cái thời gian, dành nhiều thời gian để truy cập vào tâm thức của chính mình. Nếu ai mà đọc xong cuốn sách Tôi tự học của cụ Nguyễn Duy Cần, em Hảo khuyên cả nhà mình nên đọc thêm một cuốn sách nữa, đó là cuốn sách Óc sáng suốt của cụ nữa. Cuốn sách Óc sáng suốt, thầy sẽ chỉ rõ về việc rằng là mình phải làm việc với cái đầu của mình như thế nào để cho nó có được sự logic, sự khoa học, mà mình tận dụng được nguồn lực của cái bộ não khổng lồ này. Thầy không nói gì về câu chuyện là làm ăn kinh tế nhiều. Vậy thì cái thú của người học là cái nào? Và cái tác dụng của việc chúng ta sống một đời sống tối giản, nó là như vậy cả nhà mình. Là mình để dành thời gian tâm trí để cho mình có một cái việc đó, là mình để dành thời gian mình phát triển cái tâm thức của mình. Nó là một đời sống tinh thần tối cao. Một đời sống tinh thần tối cao. Chứ không phải là chỉ để tích cóp một thứ duy nhất, đó là những con số. Mọi thứ này đều vô ích. Nhà mình đã nhìn thấy Covid 2 năm chưa ạ? Chúng ta trả giá cho rất là nhiều tiền. Những người nhiều tiền thì sẽ mua được thực phẩm, còn những người ít tiền thì không mua được thực phẩm. Chúng ta nói rằng đấy, thế chưa? Phải tích lũy cho những lúc đấy chứ. Và chúng ta định chạy đua đến khi nào? Bao giờ chúng ta mới trở thành top 10 của thế giới để chúng ta có thể chạy đua được như vậy? Cuối cùng chúng ta vẫn rơi vào số lượng 90 những người phần trăm còn lại không có lương thực thực phẩm do sự ép giá.
Nếu như vậy mình sẽ không thể hòa vào cái cuộc chạy đua đấy được. Mình phải đi sang một, mình phải rẽ nhánh sang một con đường khác. Mình không thể chạy đua trong cái cuộc đấy được đâu. Nhưng mình 250 người ở đây, ai sẽ là người tuyên bố? Ai là người sẽ đi ra đường Nguyễn Huệ tuyên bố rằng mình sẽ trở thành top 10 trong 2 năm nữa? Để mình sẽ được hoàn toàn chủ động trong cái việc là nguồn lương thực của mình. Nhà mình đọc, nhà mình mở cái bộ phim, cái bộ phim, bộ phim, một bộ phim nào đấy của Nhật Bản hay Hàn Quốc đó, nói về một cái đại nạn là tự nhiên cả cái đất nước của họ bị mất điện, bị mất điện, và cuối cùng là toàn bộ các cái hệ thống sản xuất của họ đều bị ngưng trệ hết. Và lúc này lương thực chỉ là vấn đề duy nhất mà mình phải làm. Và một người họ mang cá đến để họ đổi gạo, ok. Họ mang rau đến để họ đổi khoai, ok, đồng ý hết, chấp nhận hết. Và một người đàn ông mang một cái đồng hồ đến, một đồng hồ rất đắt tiền. Ông ta nói này, đây là cái đồng hồ phiên bản giới hạn của Thụy Sĩ đấy. Và thế là ông ta nói rằng là hãy cầm cái đồng hồ đi và bán được đầy tiền. Và bà chủ mới cười nhạt vào mặt ông ta và nói rằng là làm được gì đây với một cái đồng hồ như thế. Và có thể mọi người sẽ nói rằng là những điều em Hảo đang nói quá xa xôi và nó không thực tế, quá xa xôi và không thực tế. Nhưng em Hảo đang nói rằng chúng ta sẽ chọn một cái lối sống mà nó hòa vào cái dòng chạy đua, mà mình không bao giờ có thể đạt được một cái top, đạt được ở một cái nơi mà vị thế. Giống như em Hảo vừa nói là nằm trong top 10, top 100 người mà có thể bỏ tiền ra để chi phối có được thứ mà mình muốn. Nhưng nếu khi mà vật chất nó đã quá hữu hạn rồi, mình có thể làm được điều đấy không? Mà nếu trong được khi mình, trong quá trình mà mình chạy đua được á, mà mình đạt được một cái top đấy, mình đứng trên đỉnh cao như vậy, thì chắc là cái khoảng thời gian đấy cũng không dễ dàng gì. Mà đặc biệt là tại cái thời điểm mà mình đứng trước hàng triệu người mà mình bỏ tiền ra và mình, tôi có 1 tỷ đô để tôi mua được một cân thịt bò, các bạn không có. Các bạn không có tiền, các bạn đừng ăn thịt bò. Thì khi mà mình dùng tiền của mình để tước đi cái sự sở hữu cũng như là sự sử dụng của người khác, thì chắc là cái sự sử dụng đấy cũng không phải là đáng khuyến khích. Nên em Hảo đã trả lời cho cái câu hỏi là làm thế nào mà cái đời sống tối giản nó không bị mâu thuẫn với cái việc là kinh tế phát triển rồi đấy. Em Hảo nói rồi ạ. Kinh tế phát triển là để chúng ta làm việc với cái năng suất tối, làm việc với cái công sức lao động tối thiểu mà tạo được ra cái hiệu quả tối đa, để chúng ta tiết kiệm được nguồn nhiên liệu. Chúng ta tiết kiệm được nguồn nhiên liệu, chúng ta tiết kiệm được thời gian. Còn nguồn nhiên liệu để làm gì và thời gian để làm gì, em Hà cũng đã trả lời rồi. Nên một lối sống tối giản bằng cái việc là bớt ảo tưởng về cái bản thân của mình đi, và bớt lo lắng về những cái điều kiện cần có để bản thân mình có được hạnh phúc đi, thì mọi chuyện sẽ đều dễ dàng. Và em Minh Hảo chia sẻ một câu mà em Minh Hảo rất là thích và luôn 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 coi nó là một cái nhiệm vụ tu tập của mình, đó là thiểu dục chi túc. Thiểu dục chi túc, biết đủ giàu tối thượng. Ngày xưa em Minh Hảo rất là thích các thầy dạy về tài chính, và các thầy nói rằng là làm thế nào để nâng mức độ sống của mình lên. Một là phải ít muốn đi, và hai là phải kiếm nhiều lên. Một là ít muốn đi, và hai là kiếm nhiều lên. Và các thầy nói rằng là ít muốn đi có được không, mà kiếm nhiều lên thì có được không? Phải làm cả hai cái chứ. Nhưng em Hảo khẳng định cho tới ngày hôm nay, em Hảo khẳng định luôn, đó là chúng ta chỉ cần tập trung làm một cái thôi. Làm thế nào để mình ít muốn đi, mình ít muốn đi, mà ít muốn từ tâm ấy, chứ không phải là ít muốn thật tâm là mình cảm thấy rằng mình không cần thiết nữa, chứ không phải là mình cố tình mình bắt mình không cần thiết nữa. Nó chỉ là một quá trình luyện tập thôi. Nhưng dần dần mình phải tập cho mình một cái lối sống là thiểu dục chi túc. Câu này tạm dịch là ít muốn và biết đủ. Cái câu cùng nghĩa với nó chính là cái câu mà ít muốn giàu tối thượng. Ở đây không phải là em Minh Hảo nói rằng chúng ta hãy cố gắng áp mình cho một cuộc sống kham khổ và khổ hạnh đâu, không phải. Mình hãy tập cho mình sống cái điều kiện nó thiếu một tí. Thiểu dục tức là thiếu ấy cả nhà mình ạ. Ít một tí. Chứ không phải là chúng ta sẽ
sẽ bắt mình phải sống thật là kham khổ. Mình tập mình ít muốn đi một tí để hễ hơi có một việc gì vừa phát sinh là mình đã lại đòi hỏi có một thứ là phải thỏa mãn cái nhu cầu của mình ngay, mình chậm lại một tí. Và có một cái đó là cái tam thường, nhà mình có thể tập được ngay. Tam thường bất túc. Đó là ba cái không cho nó đủ. Ba cái không cho nó đủ đó là ăn này, mặc và ở. Nhà mình hình dung ăn mặc và ở. Cuộc sống của mình nó chỉ có ba cái này thôi, nó chả có cái gì ngoài ba cái này đâu. Em Hảo nói thật với cả nhà mình là đời sống của mình chỉ có ba cái này thôi, không có gì ngoài ba cái này cả. Thì mình phải để cho nó là không cho nó đủ, chứ đừng nói là không cho nó đủ tức là sao ạ? Tức là nên tập nó thiếu một tí cũng không sao. Ăn thiếu một chút thì ngon, ăn thiếu một chút thì khỏe, thừa một chút thôi là có bệnh ngay lập tức. Để cho nó thiếu một tí, chứ đừng nói là để cho nó, mình không cho nó đủ, chứ đừng nói là còn để cho nó thừa nữa. Vậy mà chúng ta không những mức thừa mà mình còn để cho nó dư ra nữa. Thừa cân cũng chết, thừa cái gì cũng chết. Công ty nhà mình cứ quan sát. Rồi ok, biết ơn cả nhà mình rất là nhiều. Em Hảo xin phép được dừng cái nội dung chia sẻ ngày hôm nay ở đây. Biết ơn cả nhà mình đã lắng nghe em Minh Hảo. Xin được gửi mic lại cho ban tổ chức ạ. Xin cảm ơn chuyên gia Minh Hảo rất là nhiều ạ. Với những cái chia sẻ hết sức là thực tế đúng không ạ? Nó hiển nhiên trong cuộc sống luôn ạ. Nhà mình có thể đánh trên khung chat những cái mà mình nhận được trong cái thời gian chia sẻ vừa rồi của chuyên gia được không ạ? Thấy thực tế rồi. Nhưng mà chuyên gia Minh Hảo đã chỉ ra đúng không ạ? Cho chúng ta thấy nó tồn tại trong cuộc sống xung quanh chúng ta như thế nào. Có nhiều người em thấy có chia sẻ rằng là nhận ra những cái giá trị gì đấy, rồi cũng nhận diện được. Thử gội đầu bằng chanh ạ. Gội đầu bằng chanh rất sạch như cả nhà mình nhá. Ngày xưa mà chưa có dầu gội đầu ấy, nó chưa phát triển như bây giờ ấy ạ. Em nhớ rằng ngày bé toàn gội bằng chanh với bột kết ấy, đúng không ạ? Rất sạch ạ. Cái này thì chắc chắn là sạch rồi. Mình cứ hình dung các cái dụng như uống chè ấy ạ, đúng không ạ? Uống chè, uống trà mà có các vết ố ấy, để lâu thì mình rửa bằng chanh là nó sạch ạ. Trang sâu tối giản, tự do tối giản trong đời sống, từ đồ dùng, thói quen sinh hoạt, mối quan hệ xã hội. Cái bài này mà chúng ta học vào sát Tết ý cả nhà nhỉ, đúng không ạ? Em có chia sẻ là khi mà tham gia cái, có các phụng sự viên ạ, tham gia cái hành trình đào luyện bằng sự ba gốc ấy, đúng vào dịp Tết, mọi người cũng được chia sẻ nội dung nó tương tự như này, nhưng không phải là lối sống tối giản, nhưng mà có một cái phần như vậy ạ. Và em thấy rằng các phụng sự viên ở hành trình đấy ạ, tiết kiệm được khá nhiều thời gian và cảm thấy cái Tết vừa rồi rất là thảnh thơi ạ, rất là thảnh thơi. Đây, chuyên gia có chia sẻ này. Sau khi dầu gội lên ngôi thì thuốc mọc tóc và thuốc chống hói phải có cơ hội ra đời, đúng không ạ? Nghĩa là cứ sinh ra phát sinh nhu cầu. Khi có một cái gọi như sản phẩm, thành phẩm nào đấy nó ra đời thì sau đấy nó sẽ phải có những cái sản phẩm tiếp theo để nó bọc lót cho cái sản phẩm đấy, đúng không ạ? Như điện thoại ngày xưa, ví dụ như là ta chỉ là có mỗi cái nhu cầu đó là nghe gọi thôi, đúng không ạ? Xong dần dần nâng dần chức năng lên và nó không còn là như thế nữa, đúng không ạ? Bây giờ thì cái gì trong điện thoại nó có hết. Thậm chí thay cả một cái laptop, đúng không ạ? Luôn phát sinh nhu cầu. Và mình biết được cái điều này á, mình nhận diện ra thôi để cả nhà nghĩ rằng là mình có thể thay đổi, mình sống tối giản được không? Trong ngày 1, ngày 2 không làm đâu cả nhà, đúng không ạ? Mỗi khi mình định mua cái gì thì mình cân nhắc. Cần hay không này, có nhất thiết phải mua hay không. Và nó sẽ có một cái bài học nữa là trì hoãn ạ. Dụ mình định mua cái gì đấy mà mình trì hoãn, thôi, đáng nhẽ là ngày trước là thấy một cái là phải mua ngay, giờ mình trì hoãn ngày mai, ngày kia,
thử trì hoãn một tuần, thậm chí một tháng, thế nó vẫn bình thường, nó vẫn ổn ấy ạ. Thì nghĩa là cái đồ vật đấy nó cũng không cần thiết lắm, đúng không ạ? Đấy là có nhiều cách. Có kế hoạch mua sắm. Cần hay muốn, đúng không ạ? Đa số là muốn. Em thế mà cả nhà. Trời ơi, ngày xưa nghiện mua sắm ấy ạ. Nghiện. Bây giờ thì cũng không phải là hết nghiện đâu. Thi thoảng ấy ạ. Nó bận quá không đi ra ngoài ấy. Còn khi mà ra thì cũng phải mua đồ nọ đồ kia thì cũng thấy một đống đấy cả nhà. Nó chỉ là từ dạng nọ nó sang dạng kia thôi. Thời gian quỹ nó có như vậy. À anh Hiếu, mình đang định cạo tóc ạ. Nghĩ xem cạo tóc để làm gì? Mục đích để làm gì? Đỡ phải cắt tóc nhiều hay thế nào? Mỗi lần mua 10 bộ quần áo, cuộc sống biết đủ là vui. Bà con mình cùng lắng tâm một chút. Và hôm nay trong cái nội dung buổi talk show này á, thì chúng ta sẽ thay đổi một chút cái hình thức, được không ạ? Nhá, lúc trước là chúng ta sẽ thảo luận này, sẽ cái phần chia sẻ của chuyên gia sẽ nhiều hơn, dài hơn. Sau đấy có những cái câu hỏi mình hỏi, xong sau đấy chuyên gia cùng phân tích kiến giải cùng chúng ta, đúng không ạ? Để thêm có những cái góc nhìn đấy. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đến với nội dung ạ. Tại vì có một số các nội dung hình như mọi người bị mít. Thế nên là ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với cái phần chia dung nhỏ. Và em cũng chỉ rõ kiến giải cùng mọi người luôn là cái mục đích vào cái dung nhỏ để làm gì. Rồi cái vai trò ra làm sao. Thực ra là ban phụng sự thì được đào luyện trước rồi. Và cũng có những xóm đã vận hành được theo cái hình thức này rồi ạ. Đấy. Còn có một số xóm thì hình như là chưa biết và chưa vận hành theo cái mô hình như này. Thì đây là một cái mà để chia sẻ thêm ra để chúng ta biết, chúng ta thấy phù hợp thì chúng ta sẽ áp dụng nhé, mà chưa thấy phù hợp thì chúng ta để đấy, được không ạ? Mà quan sát các xóm, các nhà sẽ áp dụng hình thức đấy. Và em được biết rằng chuyên gia Minh Hảo tị nữa là phải rời đi, đúng không ạ? Thì ngay sau đây thì bà con chúng ta sẽ cùng chụp ảnh với chuyên gia Minh Hảo trước nhé. Sau đấy thì chúng ta sẽ đến với cái phần dung nhỏ rồi các cái quy ước ạ. Xin mời cả nhà mình vào tư thế ạ, em sẽ chụp ảnh cho ạ. Cả nhà với tư thế đi ạ, em chụp cho ạ. Xin mời chuyên gia Minh Hảo ạ. Nội dung dung nhỏ tị nữa cũng có luôn cả nhà nha. Đợi chút, máy em nó hơi đầy. Sắp xong rồi cả nhà, đợi chút. Để tranh thủ cho những trang cuối mà mọi người chưa bật cam thì có thể bật cam để chụp ảnh ạ. Nhầm. Rồi xong rồi cả nhà. Chúng ta có thể chào tạm biệt chuyên gia Minh Hảo ạ. Để chúng ta vào với cái zoom nhỏ. Mời bộ phận kỹ thuật sẽ chuẩn bị 20 zoom nhỏ nhé. Và sau đây thì sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật share ạ. Máy của em lại đầy, nó không lên hình. Thử là đang không lên hình. Về cái nội dung sẽ thảo luận trong dung nhỏ ạ. Đây, cả nhà mình nhìn rõ chưa ạ? Nội dung trong cái Zoom tối giản ngày hôm nay, em lấy luôn là cái đầu đề của cái chủ đề cho mình dễ nhớ ha. Sẽ chia ngẫu nhiên 20 Zoom nhỏ ạ, sẽ trong 30 phút. Và phân chia vai trò và nhiệm vụ các thành viên trong Zoom nhỏ. Các thành viên sẽ lắng tâm, quan sát lại, xem là trước khi mà chúng ta tham gia hành trình kiến tạo K6 ấy ạ,
và đến cái thời điểm hiện tại bây giờ thì chúng ta đã tối giản được những điều gì, những cái gì khi mà nghe cái sự chia sẻ của chuyên gia Minh Hảo ạ? Và chúng ta có thể đưa ra cái kế hoạch tối giản tiếp theo của mình là gì? Chúng ta mở lòng chia sẻ ha. Nhiều khi cứ lắng nghe lại một chút thì sẽ ra. Sau đấy thì chúng ta sẽ quay ra Zoom chính ạ. Thì ghim các thành viên mà trong cái Zoom nhỏ của mình lên ấy. Đấy. Em biết rằng có những người bận mà không bật cam thì sẽ không ghim được ạ. Đấy, những ai mà bật cam thì mới lên thôi ạ. Thực ra mà khi ghim mọi người lên nó cũng có một cái tác dụng nha cả nhà nha. Đấy. Và sẽ có đại diện một thành viên ở trong nhóm đấy chia sẻ ạ. Đấy, nếu chưa đủ thì đồng đội cũng có thể bù ạ, cũng có thể chia sẻ thêm nhé. Đấy, chứ cũng nhất quyết là một đó ạ. Chúng ta sẽ linh hoạt ạ. À, không biết là cả nhà mình đã rõ cái phần này chưa? Và xin mời đến một cái slide tiếp theo ạ. Đó là vai trò của các thành viên trong Zoom nhỏ ấy. Đấy. Đây. Thì có cái quy ước trước nha. Quy ước ạ. Đó là khi mà vào Zoom thì ta sẽ sử dụng, ví dụ ai là ban phụ sự sẽ đề là ban phụ sự, ai là học viên sẽ đề rõ, thì mình biết được rằng là đồng đội của mình, vì nó ngẫu nhiên mà, đến từ đâu, xóm nào, đúng không ạ? Để chúng ta nhận diện nhau ấy, khi tương tác nó cũng dễ hơn. Và cái sinh hoạt trong cái Zoom nhỏ thì sẽ phân chia như thế này, theo hình thức là người tổ chức này, người tỉnh thức, người đúc kết, người quan sát, người phân tích. Thì ở đây chỉ rõ luôn là người tổ chức, nghĩa là cái người mà điều phối cái buổi sinh hoạt. Và trong Zoom ngẫu nhiên, nhưng mà chúng ta sẽ có một người có thể là đứng ra là xung phong, là hôm nay mình điều phối, đúng không ạ? Đấy. Người tỉnh thức là người mà timekeeper, để làm sao trong cái nội dung Zoom nhỏ đấy trong 30 phút thì chúng ta có thể có được những cái nội dung chia sẻ mọi người giá trị nhất có thể, đúng không? Đừng để thời gian chết ạ. Không để thời gian chết, sẽ liên tục. Người đúc kết là người làm thư ký, nghĩa là trong cái buổi Zoom đấy có những ý nào ai chia sẻ mình có thể ghi nhanh nhá. Người quan sát chính là người chụp ảnh ạ. Chúng ta sẽ liên tục chụp ảnh những cái khoảng khắc mọi người chia sẻ để chúng ta để vào trong cái Zoom xóm, trong cái Zalo xóm được ạ. Đấy. Người phân tích là người tham vấn và Kaizen. Và trong cái quá trình ở trong Zoom chúng ta sẽ luôn thực hiện văn hóa 4S và 3 lời thề từ tâm. Cử người đại diện ra nhận quyền record, nghĩa là vào trong đấy vì bản thân mỗi người chưa biết ở trong Zoom nào, ngẫu nhiên thì ai đó mà nhanh về công nghệ có thể ao ra Zoom chính để xin ban tổ chức từ tâm mạnh một cái quyền record. Thì những cái buổi đôi khi là cái trao đổi như vậy ạ, mình record lại để mình xem lại cho cả ban tổ chức sẽ gửi ra cái Zoom làng, Zoom K6 hành trình kiến tạo văn hóa đọc cái Zalo ấy, mọi người sẽ được xem để xem cái thảo luận. Ở đây chúng ta được thêm cái góc nhìn đa chiều, cái quan điểm của mỗi người khác nhau, đúng không ạ? Đấy, xin mời một cái slide nữa là tại sao lại người tổ chức để làm gì? Nghĩa là mình đã biết từng vai trò của phân vai rồi, đúng không ạ? Thêm một cái nữa này. Đây, vai trò các thành viên trong cái buổi Zoom thực hiện sinh hoạt. Cái này mình có thể vận hành trong nhà này. Thực ra ở trong hành trình của mình đã có các xóm vận hành rồi và có những nhà đã vận hành theo hình thức này rồi đấy ạ. Thì hôm nay là em muốn chia sẻ cái hình thức này để cho là có những ai đó mít hoặc chưa biết thì chúng ta cũng được nhắc nhớ lại nhé. Nhắc nhớ lại. Thì với cái tâm thế khi mà vào trong Zoom hay sinh hoạt xóm hay gì đấy thì với cái tâm thế tất cả thành viên là sẽ luôn sẵn sàng mở rộng, mở lòng này, lắng nghe, chia sẻ với nhau, luôn chân thành, tích cực góp ý xây dựng cho đồng đội và xóm hoặc nhà, đúng không ạ? Cái này thì nó sẽ rèn cho mình một cái bản thân thói quen ba góc. Đấy. Còn người tổ chức ạ, vừa nãy chúng ta đã biết khái niệm rồi, đúng không ạ? Thì cái mô tả cái hoạt động là nghiên cứu, bóc tách nội dung, làm MC, chia sẻ nội dung và điều phối. Thì cái này nó có tác dụng gì? Nó rèn cho mình cái kỹ năng phân tích, nắm bắt nội dung, lên ý tưởng công việc, thuyết trình tổ chức. Thì ở đây thì cái lúc trước là em có đề là em ạ, người tỉnh thức là người đảm bảo thời gian, không gian chia sẻ hài hòa, sâu, tránh lan man tụt mút, hoặc là bị cháy giờ, hoặc là bị chết giờ ạ. Thì sẽ rèn kỹ năng quan sát, tập trung, chính xác và giữ chánh niệm khi làm việc. Thì ở đây thì có đề là từ tâm mạnh ạ. Người đúc kết sẽ là người ghi chép, tổng hợp ý kiến, chia sẻ của các thành viên rồi tổng hợp, lưu trữ, gửi lên nhóm để mọi người cùng nắm bắt. Sẽ rèn cho mình cái kỹ năng lắng nghe, tổng hợp, ghi chính, từ khóa và đúc kết vấn đề. Đây là thường thường trong hành trình ra là bạn Diễm đã đúc kết ạ. Người quan sát là người chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc giá trị đáng nhớ. Sẽ rèn cho mình một kỹ năng quan sát, nắm bắt thời điểm, khoảnh khắc, sự tinh tế, nhạy bén. Thì ở đây là có bạn Kỳ Thủy đấy, chuyên nắm bắt các cái khoảnh khắc của mọi người khi mà thể hiện trong cái bản tin tuần đấy ạ. Người phân tích là người đồng hành, chia sẻ, giải thích, hỗ trợ
cho xóm hoặc nhà vận hành, rèn cho mình cái yêu thương, nâng đỡ, thắp đuốc và trí tuệ. Thì cái này là ở một cái khâu, nghĩa là tất cả các thành viên cùng tham gia với nhau ạ, thì cùng phân tích kiến giải với nhau chứ không phải riêng một cá nhân ai ạ. Đấy. Thì không biết là cả nhà mình đã rõ chưa, thì nhà mình cũng có thể đánh trên khung chat. Rõ rồi thì đánh số 1, mà chưa thì đánh số 0 ạ. Để ban tổ chức chúng em cũng nắm được, để khi chúng ta vào trong Zoom để nó sẽ thảo luận được hiệu quả hơn ạ. Vâng. Còn những thành viên khác thì sao ạ? Với những bạn tắt cam thì ở trong Zoom nhỏ chúng ta vẫn thảo luận được, đúng không ạ? Tắt cam thì có thể là cũng đang có những cái bất như ý gì đó, nhưng vẫn cũng có thể thảo luận được ạ. Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ đến với Zoom nhỏ nhé. Sau đấy thì sẽ chia sẻ cùng cái góc nhìn của mình ạ. Sẽ là ngẫu nhiên đấy ạ. Đây, hiện tại Zoom 1 đã 9 người vào, Zoom 2 9 người, Zoom 3 9 người, Zoom 4 8 người, Zoom 5 9 người, Zoom 6 9 người. Và mọi người cứ tiến hành thảo luận ở trong Zoom ha. Em cũng vào để xem mọi người thế nào đây. Trên khung chat được không ạ? Đã có Zoom nào mà chia sẻ được hết một lượt một vòng chưa? Đấy. Đang cao trào đúng không? Ngô Tiến hỏi đang cao trào. Chưa kịp chào nhau. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những Zoom khác nữa cơ mà đúng không ạ? Chưa đúng không ạ? Và câu chuyện của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc đâu cả nhà. Đúng không ạ? Không bao giờ kết thúc đâu. Vì là chưa kết thúc nên mới có cơ duyên để tiếp tục, có động lực để gặp nhau tiếp nữa, đúng không ạ? Em thấy hiện đồng hồ đếm ngược nên bị ao đột ngột. Ngô Tiến này, về bí kíp chế tạo dầu gội kiêm sữa tắm. À. Anh Hiếu đang nói đến đoạn hay thì mất điện. Điện vẫn còn ạ. Cắt xúc đấy, gọi là cắt xúc đúng không ạ? Đây bạn Thùy Minh ở nhà 61 này. Cảm ơn Zoom 15 nhiều. Rồi. Mình có thể chia sẻ này, như thế thì bây giờ Zoom nào sẽ xung phong tiên phong lên chia sẻ đầu tiên ạ? Trên hình thức nhá, chúng ta sẽ giơ tay ạ. Ví dụ Zoom nào đó thì có thể đánh trên khung chat được không ạ? Zoom nào mà muốn chia sẻ đầu tiên đánh trên khung chat. Thì sau đấy thì chúng ta sẽ đồng loạt giơ tay, ở những thành viên ở Zoom đấy đồng loạt giơ tay ạ. Để ban tổ chức ghim lên và mở cái quyền mình được chia sẻ ạ. Chà, ồ. Đây là Zoom bao nhiêu đây chị Biên ơi? Dạ Zoom 15 ạ. Zoom 15, ồ tuyệt vời. Anh Hiếu Zoom 15 ạ. Chị Biên Zoom 11 nhá. Chị Biên Zoom 11 ạ. À thế ạ. Thế thì em 15 nha chị ơi. Rồi, thế thì ai Zoom 15 lên trước này, chị Biên nhường lại một chút nhá. Nhớ, vâng. Ai Zoom 15 nữa ạ? Ai Zoom 15 thì giơ tay. Để cho khỏi bị nhầm được không ạ? Sau đấy tị nữa đến Zoom 11 sau ạ. Anh Hiếu Zoom 15 đúng không ạ? Nhà mình có thể đánh trong khung chat để em thấy ạ. Ai Zoom 15 thì giơ tay, còn không phải Zoom 15 thì mình sẽ hạ tay xuống nhá. Đây là 15 hay 11? 11 ạ, anh Hiếu 11 ạ. Thế chị Biên có thể chia sẻ đi ạ. Nhà mình có thể bật mic chia sẻ đi ạ. Còn ai Zoom 11 nữa không? Zoom 15 được chia sẻ cho chị.
Vừa nãy nói dung 15 thì những ai dung 15 giơ tay, còn những dung khác thì bỏ tay xuống. Thì em nghĩ còn bạn Trần Đức Hạnh ạ. Trần Đức Hạnh này, bạn Nguyễn Nhung này. Phải giơ tay Nhung lên ạ. Nhung của nhà 21 và Nhung của nhà 47 ạ. Phan Nhung đấy. Của nhà 47. Cơ mà các bạn ấy chưa sẵn sàng chia sẻ thì bạn ấy chưa kịp vào hay sao ấy thì lúc nãy bị đẩy ra ngoài đấy ạ. À, thế thì nhường cho dung nào mà có số lượng còn nhiều ạ. Xin mời chị Liên chia sẻ. Đang nói dung 15 này. Rồi chị Biên bỏ tay xuống. Rồi, đây xin mời Zoom 15, những ai 15 nào? Rồi em đây, Vân là chị Mỹ Đức này với mấy chị nữa. À, đã xong hết rồi, mọi người đã đi hết vòng tròn rồi. À, đâu Mỹ Đức đâu, giơ tay lại nào, vừa thấy đây lại đâu rồi, đây. Để em xin đại diện cho 15 em nói nha. Rồi, cứ nói đi. Dạ, em sẽ không làm mất thời gian của mọi người, em sẽ tranh thủ tóm tắt cho mọi người biết ạ. Thì nhóm của em vừa rồi cũng có bàn luận về vấn đề sống tối giản ở trong khoảng thời gian mình tham gia K6 và cái tiếp theo nữa. Thì đầu tiên là chị Mỹ Đức, thì chị Mỹ Đức sẽ biểu là từ lúc tham gia giờ là chị đã không còn thời gian để mà cà phê hay mua sắm để xài tiền hay là tự động đơn giản, giày dép hư thì phải thay cái mới, nghe chừng nào hư thì mới thay, còn chưa hư thì chưa có thay ạ. Vẫn còn xài được thì chị sẽ cố gắng chị xài. Đó. Rồi mua thì nghĩa là bận làm bài tập quá, bận đọc sách quá, không có thời gian để đi mua nữa luôn. Đây là chị Mỹ Đức ạ. Rồi em xin chia sẻ là chị Thơm thì lối sống tối giản thì biết bỏ qua cái gì không cần thiết đấy. Qua cuốn sách tôi tự học thì chán nhất là cái lối sống tối giản là bộc lộ bản chất thật nhất của mình đấy, không bị che giấu bởi vật chất bên ngoài, tức là mình sẽ không làm vật chất bên ngoài nó che giấu chính mình. À, rồi à, và bên ngoài thực hiện ở mức vừa đủ trong ăn mặc, ở cốt nhất là sống hồn nhiên chân thật. Rồi chị Mào Diệp ban hùng sử xóm năm thì cũng đơn giản nhất có thể về ăn uống, về đồ áo gọi là tối giản, không có xe xua đua đòi, đúng không? Chị Nguyễn Vân là Vân là em là ăn uống đơn giản, quần áo mặc lại thì cũng không vấn đề gì hết, nghĩa là mình mua tháng này rồi tháng sau mình vẫn có thể mặc lại. Chứ đi ăn cưới thì ăn cưới rồi mình không cần phải mua bộ mới, cái bộ vừa ăn cưới tuần trước thì tuần nay mình có thể mặc tiếp nữa, khỏi cần mua. Tức là những cái bộ cũ mình vẫn có thể mua tiếp, để mình khỏi cần mua, mình sẽ mặc tiếp ha. Mặc vài bộ đủ xài thôi, giày dép thuần tiện nhất có thể 1 đến 2 đôi mình xài, không cần phải mua trong tủ của mình 10 đôi hay 20 đôi, hay là mình để chồng cho đẹp hay là đủ màu đủ kiểu, không nhất thiết là phải như vậy. À, 1 đến 2 đôi thôi, mình đi vừa đủ. Rồi đọc sách thì những cái sách nào mình cần thiết thì mình mua, thứ nhất là mình mua ủng hộ tác giả. À, mình mua để tặng, để cho bản thân mình học, để phát triển bản thân thì nên mua. Còn những sách mà không cần thiết thì mình sẽ không mua. Rồi thời gian cũng vậy, mình sẽ dành những cái thời gian cho những việc mà ý nghĩa, còn những việc không ý nghĩa thì mình không có bỏ thời gian vào đó. Đấy, chị Nguyễn Trung, nhà 30 thì bản thân mình là người đơn giản, mọi thứ đều cố gắng tối giản nhất có thể, lên kế hoạch cho mùa hè cho bố mẹ, con cái quần áo mùa hè, xếp đồ ra những cái nào còn mặc được, chỉ mua 1 đến 2 bộ mới thôi. Đấy. Quyên góp cho tặng đồ cũ, ăn mỗi bữa 3 món chính, mặn canh cơm, nói chung ăn uống là đơn giản nhất có thể. Giáo dục con thiếu một chút, con thích món này nhưng chỉ một tuần một lần để con hiểu giá trị khi mong muốn, nhưng không phải lúc nào cũng được đáp ứng, tức là cho con cách sống tối giản giống như mình luôn. Đấy, mong tương lai giảm ham muốn một chút, tiến bộ mỗi ngày để thanh thản hơn. Đấy. Chị Vân Anh nhà 09, bản thân là người đơn giản, không cầu kỳ về quần áo, vốn chị từ trước đến nay luôn rồi, và kế hoạch sắp tới của chị cũng vậy, giày dép mỹ phẩm tất cả mọi thứ là tối giản nhất có thể. À, trước khi mua luôn đặt câu hỏi là có cần thiết hay không, hay là mua theo cảm xúc của mình, nên là nên thì mình mua chứ không phải mình thích là mình mua. Mua 1 đến 2 đôi giày thôi. Đó, nghĩa là tất cả mọi người đều đồng ý kiến là như vậy ha. Kế hoạch vẫn duy trì và cả năm nay, nghĩa là mình duy trì được 4 năm rồi, thì bây giờ sắp tới vẫn y chang như vậy luôn, cho dù trước hành trình văn hóa đọc hay là sau hành trình văn hóa đọc gì cũng duy trì cái lối sống như vậy, không mua dư thừa đồ ăn là mua vừa đủ. Đó, chừng nào cần thì mình sẽ mua, không cần thì mình sẽ không mua, không mua để đó cho hư, nhất là cái tụ lành như là mua ăn trong tuần hoặc mua ăn trong ngày đấy. À, luôn là câu hỏi có cần thiết mua hay không thì chỉ luôn luôn là như vậy.
Rồi thì em xin tóm tắt của nhà 15 của em, của xóm 15 của em như sau. Rồi em xin hết ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tinh tấn nha. Rồi. Xin cảm ơn Zoom 15. Rất chi tiết đúng không cả nhà? Chi tiết rõ ràng từng người một. Ai là thư ký của cái nhóm này đây? Ban tổ chức phải xin luôn để con IB phía sau ạ, IB phía sau. Đấy. Cảm ơn Zoom 15. Không biết là với cái sự chia sẻ của bạn Nguyễn Vân như vậy thì còn cần bổ sung gì nữa không ạ? Đấy. Không phải đúc kết hay không, đây là đang chia sẻ đã. Cái đoạn đúc kết sau tiếp đúng không ạ? Chúng ta phải từng từng giai đoạn một. Xin cảm ơn Zoom 15. Và tiếp theo vừa nãy thì Zoom 11. Còn Zoom của anh Hiếu thì sẽ sau cái Zoom của chị Biên là Zoom 11 nha. Sau đây em xin mời chị Biên ạ. Không biết các thành viên khác thế nào trong thời gian để đỡ cháy thì các bạn sẽ tiếp tục giơ tay và chị Biên cứ chia sẻ trước ạ. Thì chúng ta sẽ không bị chống thời gian được không ạ? Huyền ơi, ở Zoom 11 hình như là bạn Hạnh không vào được Zoom này. Còn hai bạn Nhung thì cũng không thấy giơ tay. Và một chị đại diện chia sẻ đi ạ. À, đại diện chia sẻ. Ra thì ở trong Zoom 11 thì các bạn học viên đến từ nhiều nhà khác nhau. Có học viên đến từ nhà 14, có học viên đến từ nhà 47, có học viên đến từ nhà 21, có học viên đến từ nhà 30. Thì các học viên đều chia sẻ về giá trị của bài học hôm nay, đó là về lối sống tối giản. Và tất cả các thành viên đều thống nhất là cái sự tối giản về vật dụng đồ dùng vật dụng hàng ngày thì dễ. Rồi tối giản cả về thói quen sinh hoạt cũng khó hơn một chút, nhưng mà tối giản các mối quan hệ thì thực sự là khó khăn. Trong đó thì có bạn Nhung ở nhà 47 đã rất khoa học khi thu xếp thời gian để vừa chăm sóc được cả bốn em bé và vừa tham gia công việc cá nhân, lại vừa tham gia được hành trình văn hóa đọc một cách chăm chỉ. Bạn Nhung ở nhà 21 thì cũng đã tập trung được, tiếp xúc được với lối sống tối giản và đã thực hiện được lối sống tối giản từ vài năm nay. Tối giản từ đồ đạc trong nhà, đồ dùng của bản thân, đồ dùng của chồng, đồ dùng của con, vân vân. Thế và bạn Trần Đức Hạnh ở nhà 14 thì cũng đã thực hiện được nghiêm túc cái lối sống tối giản, thực hiện chủ yếu trong đồ dùng, trong cái đồ dùng hàng ngày, trong việc đồ mặc hàng ngày. Thế nhưng mà vẫn còn một hơi chút lăn tăn về cái tâm vẫn chưa thực sự tối giản được. Đó, thế cho nên là vẫn còn phải tiếp tục rèn luyện thêm về cái lối sống tối giản để tự cho bản thân mình trở nên thanh thản hơn, thì tối giản là càng nhiều càng tốt. Còn từ phía bản thân thì mình cũng đã tự nhận ra được giá trị của cái lối sống tối giản. Bởi vì khi tối giản được tất cả mọi thứ vật dụng, mình sẽ không bị mất nhiều thời gian để lựa chọn. Ví dụ lựa chọn quần áo trước khi đi làm, ví dụ lựa chọn những cái thói quen sinh hoạt mà cầu kỳ chẳng hạn, mình cứ đơn giản hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút để dành thời gian để làm những việc khác mà có ý nghĩa hơn. Thế và trong tất cả các mối quan hệ thì thực sự cho đến thời điểm này thì mình vẫn thấy khó khi mà bỏ mối quan hệ này hay là bỏ mối quan hệ kia. Ví dụ thế, trong công việc của mình chẳng hạn, cứ mỗi một khóa học sinh xong là mình lại xin phép giải tán một cái nhóm Zalo hoặc một cái nhóm Facebook nào đó để mình bớt đi những cái tin nhắn mà đôi khi mình cũng không muốn được tiếp nhận. Thế cho nên là mình cứ loại dần dần, lọc dần dần và chỉ nhắc đến một số những người hoặc là những nhóm việc mà mình cần thiết để có thể duy trì các hoạt động hàng ngày của mình. Thế ạ. Đấy là mình xin hết đại diện cho cái Zoom 11, không thấy các bạn chia tay gì cả. Và xin hết ạ. Vâng, chị Thu Trần ở đây thì chị chia sẻ gì thêm không ạ? Về cá nhân mình ấy ạ. Chị có thể bật mic ạ. Chị bật mic lại đi ạ. Đang chưa bật mic chị ơi. Dạ vâng, em cảm ơn chị Huyền Sâu. Em giơ tay để nhóm 16 chuẩn bị chia sẻ. Xong em bên Hạnh được chị gọi tên thì em cũng xin chia sẻ một chút ạ. Hồi nãy nhóm của em đang thảo luận rất là hăng say thì bị quay về nhóm chính.
Trong đấy thì nó có cái nội dung là các chị mua mua hàng online không kiểm soát được ấy ạ. Thì em muốn chia sẻ thêm là em có một cái tip là khi em muốn mua gì đó thì em cứ cho nó vô hết cái giỏ hàng đi, rồi một tuần sau em quay lại em xem thử là nó có còn thực sự cần nữa hay không, nếu không em loại bớt nó ra. Đó thì mình cũng giảm thiểu được là mình mua đồ theo cảm hứng ạ. Em cảm ơn chị Huyền sau cho em lên 6. Em biết ơn chị rất Rồi. nhiều. Dạ vâng, Đấy, nhà em mình cảm tiếp tục ơn đi ạ. em. Đấy, ở đây là ở Zoom 16 đúng không ạ? Ai mà tắt cam sẽ không ghi được đâu cả nhà mình nha. Em xin mời anh Hiếu. Chà, bao nhiêu lần chưa có cơ hội nghe anh nói ạ. Em xin mời anh. Chào chị Huyền sau, chào cả nhà mình. Nếu mà chia sẻ về cái tối giản thì bản thân mình thì cũng thực hiện cái tối giản từ lúc nhỏ ấy. Ngày trước mình viết cái chữ nhiều ấy, mình viết chữ L với chữ N ở trên, còn chữ IE yêu dấu huyền ở dưới. Mình tối giản từ cái hồi đấy nó có đi sâu trong bản năng của mình hay sao. Cho nên là lúc lớn lên cái gì mình tối giản. Lấy vợ cũng tối giản, rất là mời rất ít khách, một ít người thôi, không mời nhiều. Những người mà mình đi rồi mình không thèm nhớ, không nhớ được, nên là còn những mời thì cũng mời rất ít người để đến, nhiều người người ta trách. Còn hiện tại thì ăn cơm nhà mình thì bữa ăn thì cũng chỉ có một hai món thôi. Đồ dùng của vợ chồng con cái thì mình ví dụ như quần áo mình thì ngoài quần áo lao động ra thì chỉ có một hai quần đùi với này áo phông. Đồ của con thì vợ chồng mình cũng hướng đến dạy cho con cái tối giản, cũng biết 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 chịu đựng một chút. Như trẻ con nhà mình thì đến bây giờ thì toàn là mặc quần áo của người 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 đi trước, ví dụ các em hoặc các chị anh lớn hơn trước, hoặc là con của bạn bè thì sẽ lấy những cái đồ đấy để đi dùng. Nó vẫn đẹp mà. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà chúng ta tối giản được cái mong cầu của mình ấy, thì nó cũng giảm thiểu cái rác thải của ra môi trường là một. Thứ hai là cũng đỡ mất thời gian của mọi người là dành cho những cái việc đấy. Nhưng ngay cả việc mình đi chơi thì mình cũng đi vào mục đích chính thôi, hoặc là đi vào những cuộc họp hay cuộc gặp gỡ thì mình vào mục đích chính, tránh mất thời gian cho những cái chuyện lan man mà nó không có ích. Còn như mình thì cũng như mọi người, mình cũng vướng vấn đề công điện thoại là cũng hay đọc tin tức thời sự linh tinh chứ cũng nhiều, mất nhiều thời gian. Trước là có khi đọc mất khoảng độ tầm 30-40 phút. Thì chắc là cái đấy mình cũng sẽ sau khi học văn hóa đọc thì chắc là đọc cái đấy cũng nhanh hơn, chắc khoảng 2-3 phút là xong cái bản tin là xong. Mình xin chia cả hết phần mình, cảm ơn các bạn đã nghe. Cảm ơn anh ạ. À, còn các thành viên khác thì sao ạ? Muốn chia sẻ gì về mình ạ? Dụ Minh Châu thấy vỗ tay này. Vỗ tay gì nào, giơ tay à, thì chia sẻ luôn nào. Thấy vỗ tay. Xin Đúng không? chào cả nhà. Em đang lúc nãy là em ở trong Zoom 5 cùng mọi người. Trong Zoom của em Chia là sẻ luôn. có anh Tiến, chị Hương Kỷ Luật, em, chị Liễu và chị Phương, và có một chị ở trong ban phụng sự là chị Diệp có chia sẻ ạ. Thì em đúc kết lại sau khi mỗi người, tất cả thành viên của các nhà trong Zoom 5 chia sẻ, thì em đúc kết lại những cái ý chính mà tất cả mọi người chia sẻ ở đây là gì ạ? Cái đầu tiên mọi người lựa chọn cuộc sống tối giản là gì? Đầu tiên mọi người sẽ sắp xếp lại nhà cửa, dọn dẹp để làm gì? Để loại bỏ những cái thứ không cần thiết, phục vụ cho việc là nhà cửa mình sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn, tươm tất, và mình khi mà mình tìm lựa chọn đồ đạc nó cũng sẽ dễ hơn, và mình loại bỏ những thứ mà không cần thiết. Loại bỏ ở đây có thể là cho, có thể là tặng, tặng cho những người mà họ cần. Thì cái sản phẩm đấy mà mình không dùng nữa thì mình chia sẻ cho người khác thì nó vẫn có giá trị cho những người khác. Tiếp theo là ý thứ hai là dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Mọi người ở đây, em, cá nhân của em hay tất cả mọi người ở trong hành trình,
Ở trong Zoom 5 có chia sẻ thì em thấy là khi mà mọi người tham gia hành trình ý, thì mọi người cũng không có nhiều thời gian rảnh để sử dụng để cho những cái thứ không có ích khác. Ví dụ như mọi người hay đi cà phê, thời gian đấy thì em không đi cà phê nữa, em có thể hôm đấy em cũng không học, có một buổi học nào của hành trình thì em ở nhà em đọc sách hoặc em tập thiền. Đấy là thói quen của em thay đổi khi mà em tham gia hành trình và em cũng theo học thầy Trần Việt Quân. Dành thời gian cho bản thân để đọc sách này, giảm bớt những cái thời gian vô ích. Từ bỏ lối sống xa hoa. Ý thứ ba, từ bỏ lối sống xa hoa ở đây là mọi người trong nhà, trong Zoom 5 đều biết chi tiêu hợp lý hơn. Chi tiêu cho việc mua sách hay là chi tiêu sử dụng thời gian của bản thân cho việc tìm kiếm thêm kiến thức, research, đọc sách giấy hay sách mạng thì cũng đều là đang nạp kiến thức cho bản thân. Và xây dựng tủ sách tinh hoa cho con cái, cho bản thân và cho hai vợ chồng. Trong nhà, trong Zoom của em có mấy anh chị là cũng đã lập gia đình rồi ạ. Ý thứ tư ạ, giảm thiểu chi tiêu không cần thiết, giảm thiểu trong việc mua sắm giày dép hay là cà phê. Đó thì mọi người cũng cũng đã biết tiết kiệm hơn khi mà không chi tiêu những cái nguồn kinh tế mà mình kiếm được cho những cái việc mà nó quá 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 tốn kém. Em có nhớ là một cái video em nghe của thầy Trần Việt Quân thì em thấy là cái câu đấy em nhớ không chi tiết lắm nhá, thì em nhớ ý là cũng là áo thì có những người lại phải cần mua những 20 cái áo, nhưng mà có những người chỉ cần là 5 cái áo thôi cũng đủ để mặc rồi. Hay là cần gì phải đến tận 5 10 đôi giày, mà chỉ cần 2 đôi giày, 3 đôi giày, hai một đôi cao gót đi làm, một đôi đi tập thể dục, một đôi giày bệt, thế cũng đủ rồi đúng không? Thế tại sao lại phải mua nhiều như thế? Mà mình có thật sự là mình đi hết hay không? Đấy thì em thấy là cũng từ cái câu nói đấy mà em cũng bớt cái thói quen là em mua mua quần áo nhiều hơn. Ý tiếp theo, ý cuối cùng ạ, là tạo thói quen đọc sách giấy, đọc sách giấy nhiều hơn và biết đúc kết sách hơn. Thì thay mặt Zoom 5 của em thì em xin cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn hành trình đã giúp cho Zoom 5 nói riêng và tất cả mọi người có những cái thói quen thật là tốt và những kiến thức mà những chuyên gia như chuyên gia Minh Hảo hay là thủ lĩnh anh Minh chia sẻ thì thật sự là giúp ích cho tất cả mọi người trong hành trình. Thì đôi khi là em cũng có nản chí và có những lúc mà làm bài tập có muộn một chút thì tại vì cũng là vì bản thân mình chưa sắp xếp được thời gian thôi, chứ không phải là có cái gì quá khó khăn cả. Khi mà cũng có luôn luôn em tự nghĩ em đầu là khi mà mình muốn thì mình sẽ tìm cách, còn khi mà mình không muốn thì mình tìm lý do. Thế nên là dù thế nào cũng đến hiện tại bây giờ thì em có hai củ khoai đi chăng nữa thì cũng là do bản thân mình những cái ngày hôm đấy là chưa có sự cố gắng thôi ạ. Dạ, em cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn Minh Châu rất nhiều. Qua đây thì chúng ta cũng thấy được những MC tiềm năng rồi đấy cả nhà. Đấy, nhà 09 nha. Nhà 09 là thấy luôn được những MC rất tiềm năng. Phải tận dụng ngay đấy cả nhà. Em xin mời anh Huy Hoàng. Khi vừa nãy em cũng có vào nghe lỏm được một chút. Và anh có tiết lộ rằng là trước đây anh gọi là thần men đại hiệp ạ. Thế thì mà anh lại cũng là cán bộ cả nhà. Đấy, thì mà làm sao làm cán bộ thì khó cái đoạn mà không rượu bia lắm. Thế cớ làm sao mà anh có thể chia sẻ cái quá trình mà từ thần men đại hiệp cuộc nhậu nào cũng có mặt và bây giờ là không nhậu nữa. Đấy, em xin mời anh. Còn những ai mà ở Zoom 13 chúng ta sẽ giơ tay lên nhá để em ghi lên ạ. Em xin mời anh, em chia sẻ đi ạ. Xin được biết ơn bạn Huyền Sâu. Xin mời bạn Thu Hoài và bạn Đỗ Thu Anh, bạn Hùng có thể giơ tay cùng không ạ? À rồi, biết ơn cả nhà. Bạn bạn Hoài đã lên sóng rồi. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì rất vui lại được gặp cả nhà. Thì bạn Huyền Sâu cho phát biểu. Thì chắc hết là mình thấy rằng là cái chủ đề mà sống biết đủ, sống đơn giản thì rất là tuyệt vời. Trong nhóm thì có 6 bạn, Zoom 13 thì có 3 bạn đã phát biểu và bọn mình tóm gọn được rằng là khi xác định sống đơn giản là đời thanh thản. Anh chị em đều đã có cái sống đơn giản hơn trong việc mua sắm này, rồi sống đơn giản hơn trong việc ăn mặc và tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc để tiết kiệm tiền bạc đó để đi làm thiện nguyện.
như bạn Thu Hoài và mình thì đã có cái hành trình đấy. Mình cũng như bạn Thu Hoài thì có rất là tham gia rất là nhiều cái nhóm thiện nguyện. Rồi cùng với đó là bạn Đủ Thu Anh thì cũng là một bạn trẻ. Bạn ấy xác định luôn là trước thì cũng mua sắm nhiều nhưng bây giờ đã sống đơn giản rồi. Và nếu lấy chồng thì cũng sẽ lấy được một bạn sống đơn giản và cũng mời ít thôi. Đấy. Và bọn mình thì chỉ xác định đơn giản như thế. Thì cả nhóm dành rất là nhiều thời gian cho Huy Hoàng được nói về cái cách sống đơn giản. Và mình có chia sẻ cái câu chuyện là từ một người uống bia rượu rất là nhiều, mình được mệnh danh trước đây là thần men đại hiệp. Mình là có những hôm là ví dụ như buổi trưa uống xong thì buổi chiều uống nha, xong thì lại cà khịa nhau ra chơi thể thao, chơi sẵn thể thao xong thì uống từ 5 giờ đến 7 giờ chiều, uống năm đánh 5-7 giờ chiều, cà khịa nhau đi đánh bia rồi đánh đến uống đến 1-2 giờ đêm, có nghĩa là uống tèn. Nhưng bây giờ là rồi mình cũng có làm lãnh đạo. Mình làm lãnh đạo thì công việc ở xã thì nói chung là tiếp khách là thường xuyên. Đám dụ, đám ma, đám gì cũng có hết. Rồi khách huyện, khách xã khác là đầy đủ hết. Nói chung là một tuần có thể là 7 buổi uống rượu là chuyện bình thường. Tuy nhiên sau khi được vào cộng đồng sống tử tế, được rèn luyện, rồi được có duyên trong các hành trình đó, cũng như cái hành trình này, thì càng ngày cái tâm thức của mình càng mở ra. Và nói như bản Thu Hoài lúc nãy có đúc kết rất tuyệt vời, đó là khi trí tuệ mình đủ lớn và khi cái nghị lực mình đủ cao thì mình sẽ làm được cái việc là bỏ rượu. Nhưng đó là các bạn nữ nói, còn đối với mình là vô cùng khó đó các bạn. Tức là làm thế nào để từ chối được các lời mời này, làm thế nào mà trong bàn nhậu mà vẫn từ chối được mà không mất lòng này, mà công việc vẫn suôn sẻ này, rồi làm thế nào ngồi với cấp trên mà vẫn được họ hài lòng này. Đó là một câu chuyện mà hôm nay có thể rất là khó, đúng không ạ? Rồi ok. Suy cho cùng là khi mình xác định được lẽ sống, mình xác định được mình sinh ra trên cõi đời này là để sống tốt đẹp, thì mình hãy hướng đến những điều tốt đẹp thôi ạ. Đó. Thì tặng cho cả nhà bài thơ đúc kết của Dung 13 luôn. Nhiều bạn nói là anh Hoàng là một cây thơ, thì cũng nhờ sống đơn giản mới ra thơ. Anh Hiếu, cả nhà thả tim nhá, cả nhà thả tim để nghe thơ nhá. Rồi. Thả nhanh, thả chị. Cả Dung thả nhanh 13. Cả nhà ơi. Sao đấy? Cả nhà ơi, cho bạn Hoàng đọc thử. Đây cả Zoom 13, muốn cho đời nở hoa thì chọn sống tối giản, để cho đời thanh thản, tiết kiệm thêm tiền bạc, làm thiện pháp cho đời, buông bỏ thú ăn chơi, không gặp nhóm bạn xấu, đi sâu về ba gốc, sống cuộc đời thảnh thơi. Rồi, ok, xin cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà luôn sống một cuộc đời thảnh thơi và tối giản nha. Vâng. Biết ơn cả nhà rất là nhiều, biết ơn hành trình. Xin cảm ơn thần men đại hiệp, và chính thức từ hôm nay sẽ không còn cái thần men đại hiệp nữa mà là thần thơ đại hiệp, đúng không cả nhà? Đúng như anh Nguyễn Văn Thành đến từ nhà 11, anh vừa chia sẻ luôn đã chuyển sang thành thần thơ đại hiệp rồi ạ. Vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Cái sự chia sẻ thì có lẽ cũng còn nhiều, đúng không ạ? Còn nhiều. Và em sẽ sơ qua một chút cái mà mọi người chia sẻ ở trong Zoom ha. À, ở trong khung chat nha. Cả nhà đợi em một chút ạ. Xem nào. Đây, ở Zoom 19 ạ. Gồm có anh Tuân, nhà 24, chị Lệ Thu, nhà 23, chị Miền, nhà 28, chị Hồng, nhà 36, chị Tuyết Sương, nhà 57, chị Minh Trang, nhà 16. Các anh chị có chia sẻ này, anh Tuân không mua nhiều quần áo mới, sẽ chuyển sang đi xe đạp, tạo thời gian thiêng liêng để đọc sách. Chị Lệ Thu, thiểu dục chi túc, cái đẹp của tự nhiên, hạn chế mua quần áo, kế hoạch tối giản để có thời gian rèn luyện bản thân. Chị Miền không ăn đồ công nghiệp, tối giản đồ đạc, sinh kiểu tự nhiên, hữu cơ. Chị Hồng ít tám chuyện, tối giản đồ đạc, mục tiêu dậy sớm để đọc sách sâu và tập trung. Kỷ Thủy, tối giản đồ đạc, ít mua sắm biết đủ. Ý chính chung của cả nhóm là tối giản đồ đạc và tập trung vào thời gian đọc sách rèn luyện. Đúng không ạ? Đấy là cái đúc kết của Zoom 19. Thì các Zoom của nhà mình ấy, bằng cách chưa đủ thời gian để mà chia sẻ đến đây, hoặc vì lý do là bây giờ cũng là 10 giờ hơn một chút rồi, đúng không ạ? Thì mình cũng có thể chia sẻ những cái điều này ở trong Zoom nhà của mình. Tại vì vào là Zoom ngẫu nhiên ạ. Đúng không? Có khi các thành viên trong một nhà thì ở các Zoom khác nhau, thì chúng ta hãy chia sẻ những cái mà chúng ta được nghe, lắng nghe, rồi cùng được chia sẻ ở trong các Zoom vào trong các nhà của mình, được không ạ?
vào trong nhà hoặc vào trong cái Zalo xóm ấy ạ, để mọi người cùng được biết đến những câu chuyện, đúng không? Vừa nãy thì có một cái đồng chí nào đấy chia sẻ thì sau đấy đã xin số điện thoại, đúng không ạ? Đôi khi là cái mà mình đang chăn trở không biết bị loay hoay nó là cái nút thắt, không biết giải quyết thế nào, thì nhờ cái buổi hôm nay, đúng không, tự nhiên là phát hiện ra một người à cũng đã từng như mình và bây giờ đã thay đổi được cái tình trạng đấy, cải thiện tình trạng đấy, đúng không ạ? Xin số điện thoại để kết bạn luôn với nhau, xin bí quyết luôn, đúng không ạ? Đấy thì đấy là thông qua cái bước như này của mình sinh hoạt Zoom, nó cũng là cái bước thứ 5 của 9 bước tự học tự rèn đấy ạ. Đấy, đôi khi vấn đề của mình nhưng mà lại là người khác sẽ có giải pháp cho mình. Thì như thế. Em xem tiếp nào. Em còn tin nhắn gì nữa không ạ? Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với một bài hát nhá. Sau đấy thì chúng ta sẽ chào nhau ở dưới Zoom ạ. Đấy, đang vui quá mà tự dưng em quên cái bài hát về túi giản cả nhà. Cả nhà có ai nhớ không? Tự dưng quên à? Đây có anh Vũ Huân này, cắt tóc mỗi tháng một lần, đỡ tốn tiền, cạo chọc đầu thì túi giản hết mức có thể. Đỡ tốn dầu gội đầu, đỡ phải tốn nước gội đầu. À ai mà cạo chọc đầu là bị nghiện đó cả nhà. Nghĩa là nó hơi lún phún vài cái là lại cạo tiếp này. Đấy là một thực tế chắc chắn ạ. Nó mát, nó quen, nó mát rồi. Tự nhiên là lún phún lên nhìn nó ngứa mắt là lại cạo tiếp đấy. Đấy. Cái đấy thì nếu mà cạo thì là tự mình được, đúng không? Vì nó không có xấu đẹp, cắt thì nó mới khó ạ. Đây, em xem còn cái gì nữa không nhá. Và cả nhà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần chia sẻ ở đây nhá. Trước khi đến với cái một cái bài hát, em nghĩ rằng chúng ta sẽ nghe bài Hiểu và Thương này. Trong lúc chờ đợi bộ phận kỹ thuật chuẩn bị thì cả nhà mình hãy chia sẻ lại cái mà ngay sau khi thoát Zoom này, cái điều mà chúng ta có thể thực hiện được ngay là gì không ạ? Có thể ngay ngày mai mình làm được luôn ấy, thậm chí cả ngay sau khi thoát Zoom cái làm được luôn. Thì nhà mình có ai? Có ai đã có cái kế hoạch đấy chưa? Đúng không ạ? Ví dụ như có thể là tối giản thời gian làm bài, nghĩa là mình tập trung vào, đúng không ạ? Làm bài lúc trước mà ề à độ khoảng mất cả ngày, bây giờ rút ngắn thời gian lại thì đấy cũng là tối giản, đúng không ạ? À, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Hiểu và Thương nhá. Biệt màu da tôn giáo cùng về đây xây đắp yêu thương, hiểu và thương có hiểu mới có thương, có thương có thương có thương, hiểu càng sâu thương càng rộng, hiểu càng rộng thương càng sâu. Không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương, hiểu và thương có hiểu mới có thương, có thương có thương có thương, hiểu càng sâu thương càng rộng, hiểu càng rộng thương càng sâu, hiểu sâu thương lớn, hiểu và thương
góc năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo. Về đây xây đắp yêu thương, hiểu và thương, hiểu và thương, có hiểu mới có thương, có thương có thương, hiểu càng sâu. Em chi thơ ca Ba Gốc Huy Hoàng và Mỹ Đức xin chào cả nhà. Chị Huyền ơi, tắt mic rồi, mở mic lên, Huyền Sâu ơi. Xin cảm ơn cả nhà mình. Đấy, xin cảm ơn MC Hội Quán Thơ Ca Ba Gốc Cao Huy Hoàng và MC Mỹ Đức ạ. Vừa nãy khi chúng ta nghe video á, chúng ta cũng nghe được cái tiếng hát nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ của một giọng nam và nữ đúng không ạ? Cũng là giọng hát của hai MC này đấy ạ. Hứa hẹn chúng ta sẽ sang tuần sau sẽ có đêm nhạc Ba Gốc sẽ diễn ra vào tối chủ nhật ạ. Sẽ có sự xuất hiện của hai MC này trong vai trò là Cá Tâm cả nhà nha. Cả nhà mình cùng nhau bật mic để chào nhau ạ, để zoom ạ. Và cả nhà mình nhớ này, nhớ điền form nha, nhớ điền form 4 kỹ, đừng để lên mầm nữa ạ. Được không cả nhà? Bye bye. Chào cả nhà mình. Chào chị nhà mình, chúc cả nhà mình. Cả nhà. Mỹ Đức ơi, em luyện hát đi nha, em mình sẽ là cặp song ca đấy. Chị Huyền chốt sale quá đỉnh. Chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Rồi, dạ, chào cả nhà. Cô anh chị ạ. Chúc cả nhà có một giấc ngủ ngon lành ạ. Em xin điền form trước khi đi ngủ ạ. Phải điền form và hoàn thành bài tập. Chị ơi, giờ này nó làm video này để quyết tân nộp đến này chạy deadline này. Dạ. Đâu em xin kết thúc cùng Zoom nha. Trời ơi.